Dạ vâng, thân ái chào các bạn. Dạ vâng, thân ái chào các bạn. Khải cố gắng làm tiếp tục cứ làm chương trình đều đặn. Mặc dù nói là sẽ chuẩn bị làm chương trình trong phòng nhưng mà cũng chưa có dọn dẹp. Thành ra nó hơi bề bộn, thành ra lại tiếp tục làm ngoài sân. Mặc dù trời cũng bắt đầu lạnh rồi. Thì để Khải thấy mấy hôm nay mặc dù là Giáng sinh nhưng mà có rất nhiều là chương trình. Hôm nay là 6 giờ 15 ngày 27 tháng 12 2023. Mặc dù là Giáng sinh nhưng mà Khải thấy có rất nhiều những Khải xem trên YouTube mấy hôm nay thì cái đề tài của Nam Quan ở thành phố Westminster đã vinh danh cờ đỏ và chối bỏ cờ vàng trong cái buổi họp hội đồng thành phố Westminster khi mà rút lại cái sự ủng hộ đối với cái tuyên cáo của nghị viên Amy Van West. Thì Khải mời các bạn cùng xem với Khải những cái chương trình mà Khải đã theo dõi mấy ngày hôm nay, rồi Khải sẽ chia sẻ cái cảm nghĩ của Khải sau. Bây giờ Khải cũng mới đi ăn, không phải ăn tối mà là ăn sáng, tại vì giờ này Khải mới bắt đầu dậy. Chắc Khải Khải mời các bạn nghe cái chương trình của anh Vũ Hoàng Lân trên phố Busa TV đi. Không, hy vọng anh không có đánh bản quyền Khải. Cái chương trình dài gần 3 tiếng đồng hồ thì có lẽ là Khải mời các bạn nghe một phần những cái đoạn chính mà Khải thấy trong cái chương trình đó. Thì ông Ngô Kỵ và ông Phát Bùi đã làm hòa với nhau và đã gọi là thanh minh hoặc là xác định hoặc là giải tỏa hoặc là khẳng định, nói chung là những cái mâu thuẫn trước đây của hai người liên quan đến cái sự việc mà ông Phát Bùi ngồi chung bàn với đại sứ Phạm Quang Vinh cũng như là bà Phùng Tuệ Châu và ông Đinh Viết Tứ. Khi đó là ông Phát Bùi trong vai trò chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đã dẫn đầu một đoàn biểu tình cùng đi chung với chú Phan Kỳ Nhơn và một số những người khác, nhà báo Du Miên. Chú Phan Kỳ Nhơn trong vai trò là chủ tịch liên ủy ban chống cộng sản và thấy sai, có nghĩa là trong cái cuộc biểu tình đó thì cái người lãnh đạo là chú Phan Kỳ Nhơn. Thì đi đến biểu tình cái vấn đề mà cái giàn khoan Hạ Dương 981 gì đó, đại khái cái thời điểm đó thì ông Phát Bùi ông có giống như ông có nhắc trên cái chương trình là anh Vũ Hoàng Lân có chỉnh lại ảnh, thì Khải nghe Khải biết là ông Phát Bùi đã là những cái cố vấn hoặc là những người mà cung cấp thông tin cho những người như là nghị viên Phát Bùi đó là thường là có những cái thông tin nó không có chính xác 100%, đôi khi là những cái tin vịt, đôi khi là những cái tin bịa đặt. Nhưng mà những cái người như là anh Phát Bùi anh không có nắm được vấn đề như Khải với ông Ngô Kỵ hoặc là anh Vũ Hoàng Lân, thành ra đôi khi họ bị lừa hay là bị dẫn dắt hay là bị đương nhiên là họ không có phải là ngây thơ hay là thiếu bản lãnh. Phải nói đây là ở cái lĩnh vực mà về liên quan đến Việt Nam, liên quan đến chính trị Việt Nam, liên quan đến quốc cộng đó, thì rõ ràng là những người như Khải với Ngô Kỵ, Nguyễn Hồng Phúc với Vũ Hoàng Lân, Nguyễn Quang Trường thì nắm vấn đề là chuẩn xác hơn. Còn đôi khi những người như ông Phát Bùi thì ông bận bịu rất nhiều công việc và ông phải lo rất nhiều vấn đề cộng đồng, vấn đề kinh doanh, thương mại, gia đình, rồi vấn đề thành phố, khi đó ông cũng là nghị viên. Thành ra đôi khi tin tưởng vào những người thân cận hoặc là nghe phong phanh rồi cứ dựa vào đó mà đi biểu tình. Thì đó là một số đôi khi Khải làm việc với anh Phát Bùi, Khải cũng nhắc nhở. Nói như vậy để các bạn hiểu là mỗi người có một cái chuyên môn, một cái lĩnh vực mà không phải là bản lãnh, khả năng, tài năng hay là trình độ gì hết. Nhưng mà đôi khi là vì giống như Khải, Khải nói là một ngày Khải bỏ mấy chục tiếng
một ngày bỏ mười mấy tiếng xem mấy chục cái chương trình liên quan đến những cái sự kiện chính trị Việt Nam, ví dụ như vậy Nghị quyết 36 rồi Quốc Cộng rồi này kia, Nguyễn Phương Hằng ví dụ như vậy. Thành ra những cái vấn đề đó Hải nắm, nếu mà không nói nắm tất cả, dùng từ của ông Đoàn Trọng tất cả thì không ai nắm được tất cả các thông tin, nhưng mà ít nhất Hải nghĩ là nếu mà Hải nhì thì không có ai nhất hết, tức là Hải một ngày Hải bỏ mấy chục tiếng mười mấy tiếng ra Hải theo dõi thì rõ ràng những cái mà thông tin Hải nắm trừ những người trong cuộc biết rõ hơn Hải thôi, chứ còn mà những người khác thì không có thể nắm rõ được những cái vấn đề đó. Thành ra đôi khi mà Khả hy vọng sau này thì những người như ông Phát Bùi, những người mà trong vai trò lãnh đạo dân cử, lãnh tụ cầm trịch rồi này kia đó, thì cũng nên tham khảo những chuyên gia hoặc là những người trong cuộc, hoặc là những người như Khải, tức là bỏ rất nhiều thời gian công sức để tìm hiểu, theo dõi, quan sát, để quý vị nắm được đầy đủ thông tin hơn, kể cả đồng hương, cử tri, khán giả. Thì quý vị nên, nếu mà không tin thì ít nhất quý vị cũng nên theo dõi rồi đối chiếu từ nhiều nguồn để mà nắm bắt được thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện hơn, chứ đừng có nghe một phía một chiều. Kể cả như cái trường hợp ông Phát Bùi, ông nói là ông phản đối ông Phạm Quang Vinh, nói tại sao mà ông Nguyễn Phú Trọng lại bay máy bay ra để mà chào đón Tập Cận Bình, trong khi Tập Cận Bình là khoan dầu trong lãnh hải Việt Nam, thì hoàn toàn phải biết những cái đó là những cái game gài. Tại vì sao, kính thưa quý vị, tại vì khi mình là người Việt hải ngoại, nếu mà có những người trong nước mà người ta bất mãn chế độ, người ta muốn có sự thay đổi đi, phải nói ví dụ nha, có một số những người đó họ vẫn trông chờ vào cái tập thể người Việt hải ngoại, ý nói là cái lực lượng trí thức, những người sống ở xã hội văn minh dân chủ có thể làm sao thay đổi, thay thế, hoặc là ít nhất là thay đổi, cải tổ cái cơ chế độc tài ở Việt Nam đi. Tức là họ kỳ vọng vào quý vị, mà họ lên họ thấy quý vị nói những cái chuyện nhảm nhí, đưa những cái chuyện mà phong thần lên, thì làm sao mà họ có thể tiếp tục tin tưởng vào quý vị được nữa. Đó là những cái chiêu trò của ban tuyên giáo, kính thưa quý vị. Và như Khải đã nói, Khải không xa lạ gì những cái chuyện đó. Thành ra quý vị thấy Khải không mắc vô những cái bẫy như là Lưu Bình Nhưỡng, như Thiền Am bên bờ vũ trụ, kể cả cái chuyện sự kiện Nguyễn Phương Hằng. Tại sao Khải theo dõi hoàn toàn không thiếu một cái livestream nào hết, mà Khải vẫn không tham gia, không không binh không chống, không phân tích, không đu trend bám bú phên, để mà cứ ngày nào cũng mở lên để bàn bàn bàn, để ăn theo, để kiếm view kiếm tiền, hoặc là để trường mặt với đời. Tại vì Khải không muốn bị dính vào cái bẫy, không muốn sập hầm. Thành ra đôi khi sau này quý vị theo dõi, quý vị phải lưu tâm những cái đứa như là Nam Quan, nó là những con mồi, chim mồi, hàng gai, nó được cài cắm để mà nó sắm cái vai tuồng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chống cộng. Từ từ Khải sẽ nói thêm về về cái tay mà được có cái bằng luật sư, nhưng mà rất là vô đạo đức, vô lương tâm, vô liêm sĩ, thiếu trình độ, ngu dốt, khi mà nói là những người như Khải là bịa đặt, hoàn toàn không có chuyện bịa đặt. Có thể là mỗi người có một cái ý kiến, có một cái quan điểm, đôi khi trong vấn đề chính trị, trong vấn đề tranh luận biện luận, trong vấn đề debate, mình có thể twist, mình có thể xuyên tạc, suy diễn, diễn giải vấn đề theo cái cách nhìn của mình, nhưng mà mày phải tôn trọng cái cách nhìn của người ta, cái cách diễn giải của người ta. Đó mày phải nói cái đó là cái cách diễn giải của anh, nó hoàn toàn chưa có trung thực, chưa có nói lên sự thật 100%. Chứ mày không thể ngu dốt, đần độn, vô đạo đức, vô tri đến cái độ nói là mấy anh bịa đặt. Rất là ngu dốt khi mà dùng từ bịa đặt Nguyễn Quốc Lâm, không biết làm sao mà lấy được cái bằng luật sư. Thầy nghĩ ai mà báo cáo, là tố cáo hoặc là khiếu nại với cái liên đoàn hiệp hội luật sư ở Cali lấy lại bằng của thằng này đi. Quá dốt nát, quá đần độn, vô liêm sỉ. Tranh luận anh có thể anh nói là ồ những người đó thì người ta thổi phồng, người ta bóp méo, người ta xuyên tạc thôi, chứ còn thật sự cái sự kiện đó nó đơn giản, nó là như vậy, nó không phải như vậy, không giống như người ta diễn giải.
thì nghe còn được, chứ mày đi nói là những cái tụi đó là tụi phá rối cộng đồng, tụi nó bịa đặt, tụi nó dựng chuyện, cái đó là thưa mày được và tước bằng luật sư của mày luôn, cái thằng ngu. Và bây giờ mời quý vị nghe lại cái phần nói chuyện của anh Phát Bùi với anh Ngô Kỷ trên kênh của Phố Bô Sa TV nha. Anh lấn cho Khải sử dụng cái này nha, Khải không biết khi nào Khải sẽ ngừng, nhưng mà chắc không có play hết được 3 tiếng đâu. Nhưng mà Khải thấy cái chương trình ngày hôm đó hai người rất là xuất thần, Khải thấy nói chuyện rất là chững chạc mạch lạc và đã coi như là giải quyết được vấn đề rất là ổn thỏa cho nó rốt ráo. Thành ra Khải xin phép phát lại cái phần này rồi Khải sẽ nói thêm về cái suy nghĩ của Khải sau. Đây là cái vấn đề mà Khải mới xem lại cái chương trình của Việt Giang Nam qua, nói chuyện lại với cái thằng nói thật xạo láo thật sự là cu lân á, mà nó kêu là nó là vẫn là chống cộng, vẫn chủ trương không có gì thay đổi hết, thì Khải sẽ phân tích cái đó sau. Kính thưa quý vị, bài viết với tựa đề là Dân cử và cư dân Westminster tranh luận nảy lửa về cờ bạc, câu chuyện đó là như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với hai vị ở đây. Sau khi mà tìm hiểu câu chuyện thì tôi cũng đã thực ra đã liên lạc với tất cả những nghị viên ở trong thành phố Westminster, bao gồm một nghị viên không phải gốc Việt là ông Carlos Menzo, rồi những người viên gốc Việt khác như bà Kimberly Hồ, ông Nam Quang, ông Charlie Chí Nguyễn, và kể cả luật sư Nguyễn Quốc Lân là một người gốc Việt không phải trong thành phố Westminster, nhưng đã có hiện đang có những cái tiếng nói rất cụ thể, có những ý kiến rất cụ thể về vấn đề này. Có một số các vị chưa kịp trả lời tin nhắn của tôi trong ngày hôm nay, nhưng một số vị đã trả lời cho biết rằng chưa có sẵn sàng, vì nhiều lý do khác nhau chưa có sẵn sàng để lên trao đổi trong cái vấn đề này. Do vậy ngày hôm nay tôi cũng đã có mời ông Ngô Kỷ và ông Phát Bùi, hai vị này đã sẵn sàng lên ngày hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ nghe quan điểm của các vị này, đồng thời tôi cũng cố gắng sẽ đặt ra rất là nhiều những câu hỏi để mà đào sâu về vấn đề. Trước hết thì có lẽ trước khi đi vào những cái việc mà tóm tắt để mọi người có thể hiểu được câu chuyện này là cái gì, thì tôi nghĩ rằng có trước thì mới có sau. Có lẽ ngày hôm nay sự kiện mà ông Phát Bùi và ông Ngô Kỷ đang ngồi trong phòng thâu cùng với nhau như thế này đã làm nhiều người ngạc nhiên, nhất là sau rất nhiều năm tháng có những cái sự va chạm không nhỏ, theo tôi ghi nhận một cách cá nhân giữa hai vị, lời qua tiếng lại liên quan tới những cái vấn đề, những cái hoạt động của hai vị. Thì tôi muốn hỏi một cách cụ thể, có lẽ là không biết là vị nào sẽ sẵn sàng trước, nhưng mà tôi hỏi rằng là ông thôi thì xin hỏi ông Phát Bùi trước đi. Ông là một người gọi là quý vị nào đã xem rồi thì phải mời xem lại nha. bạn đại diện cộng đồng cũng như là người dân cử, cựu dân cử, cho nên là có lẽ là sẽ có cái nhiệm vụ để trả lời với quần chúng trước. Thì cái việc ông ngày hôm nay ngồi lại với ông Ngô Kỷ sau nhiều năm đã có cái sự va chạm nhiều như vậy, nó cái lý do nó như thế nào và nó nói là cái điều gì thôi? Vâng, trước tiên cho tôi bắt tay anh với kỳ cả anh ra. Thì quý vị thấy là thưa tất cả quý khán giả cùng xa cũng như tất cả quý vị gần xa, thì đối với chúng tôi, kể cả ông Ngô Kỳ, tôi nghĩ rằng cái điều đó ông cũng đã từng nhiều lần ông nói như vậy, là đối với ông và đối với cá nhân tôi là những người activist, tức là những người tranh đấu cho cái gì mà lẽ phải, thì đối với chúng tôi khi nào chúng tôi cùng một quan điểm về một điều gì đó thì quý vị sẽ thấy chúng tôi cùng đứng ở một cái góc nhìn đó để mà tranh đấu cho cái lẽ phải cho cộng đồng của mình. Và khi nào mà chúng tôi không đồng ý về một cái quan điểm gì thì quý vị sẽ thấy là chúng tôi lên tiếng phê bình và phản ứng với nhau. Đó là cái vấn đề mà những cái người activist họ thường thường họ làm việc, nó khác với lại những cái người chính trị gia phe này nhóm nọ phe kia. Tôi không chơi phe này, tôi không chơi phe kia. Quý vị thấy trong thời gian vừa qua ông Ngô Kỷ cũng đã nhiều lần, có lần theo như tôi được biết là ông đã treo cổ ông Chí Tạ, rồi sau đó ông cảm thấy ông Chí Tạ không có còn đi ngược với lại những cái điều mà ông cho rằng là cần phải có, thì ông lại bênh ông Chí Tạ. Rồi nếu mà sau này ông Chí Tạ mà có làm cái gì mà quá sai
làm hại đến cộng đồng, thì tôi nghĩ rằng ông Ngô Kỳ cũng sẽ lên tiếng phản đối. Tôi tin rằng cá nhân tôi cũng vậy, đối với ông Ngô Kỳ, khi tôi làm cái chuyện gì đúng, ông Ngô Kỳ sẽ đứng về phía tôi để lên tiếng bênh vực cho cái chuyện đó, và khi tôi làm cái điều gì sai thì ông cũng sẵn sàng ông lên tiếng để mà ông phê bình và ông phản đối tôi. Ông Ngô Kỳ thì quý vị biết rồi, tính của ông thì ông rất là thẳng tính, khi ông nói thì cái lời nói của ông nó rất là khó nghe. Tôi cũng nhiều khi cũng rất bực mình về những cái điều ông Ngô Kỳ nói, nhưng mà cũng không bao giờ tôi để cái chuyện đó là cái chuyện mà giữa tôi và ông Ngô Kỳ có những cái thù bạc hay là những cái gì đó mà chúng tôi không làm việc với nhau để cùng tranh đấu cho một cái mục đích chung được. Thành đó là cái quan điểm của tôi. Thì tôi cũng rất tiếc là trong thời gian khoảng năm 2017 thì phải, 15 hay 17, thì ông Ngô Kỳ có phản đối tôi một vài việc. Đúng ra lúc đó tôi nên ngồi lại với ông Ngô Kỳ để giải thích cho ông Ngô Kỳ và xóa tan mọi cái hiểu lầm đó. Tôi đã không có làm cái chuyện đó, thành ra cái sự hiểu lầm nó kéo dài ra. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng đối với những cái việc làm của tôi bây giờ thì ông Ngô Kỳ đã thấy rõ được phần nào cái con người thật của tôi. Mà tôi cũng mong rằng trong một cái dịp nào đó thì anh Lân, bây giờ sẵn tôi có thể ngồi xuống đối thoại với ông Ngô Kỳ, thì có thể một cái ngày nào đó chúng ta mang lại cái sự việc năm 2015 ra để chúng tôi và ông Ngô Kỳ có thể tranh luận về cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng qua những cái điều tôi trình bày thì ông sẽ thấy là tôi là cái người đã bị hàm oan. Nhiều khi ở trong đời sống nó có những cái chuyện oan ức mà phải một thời gian sau thì nó mới có thể giải được. Cái kim ai làm thì trái, như là cái kim ở trong bạc lụa này thì nó cũng có thể nó cũng sẽ loại ra để cho người thấy chuyện tình hành trái. Ngược lại những người hàm oan thì qua một thời gian thì sự việc nó sáng tỏ thì người ta cũng sẽ bình oan cho mình được. Mày Ngô Kỳ. Còn Ngô Kỳ thì thế nào thưa ông, về cái phía góc độ của ông ạ? À? Người đã gọi là, nếu mà mọi người nhớ không lầm thì không ít lần đã gọi là chỉ trích, còn nếu nói chữ nặng nề hơn là đánh đấm ông Phát Bùi không chừa chừ gì cả, thưa ông. Vâng, thì thưa quý vị, thì tôi không phải chính trị gia, tôi chẳng phải là nhà đạo đức học, là nhà trí thức, là trí ngủ gì cả. Tôi là người dân thật sinh hoạt, và đặc biệt người vinh danh cờ vàng chống cộng sản, chống địch giang, đó là chủ trương của tôi, đường lối của tôi rất là đơn giản vậy thôi. Tôi không muốn nhân danh là ai cả, vậy thôi. Chống Việt Cộng, chống địch giang, vinh danh cờ vàng, ai đi ngược tôi, ai mà tôi cho rằng đi ngược lại cái chủ trương đó là tôi chống. Tôi chống bằng bất cứ ngôn ngữ nào, bất cứ hành động nào. Bằng chứng như ông Pháp Bùi nói, năm 2008 tôi biểu tình báo Người Việt, ông Tạ Đức Trí và hay là dịp hai người viên binh vực báo Người Việt đàn áp người biểu tình, và tôi đã từng làm hình nộ, tôi treo cổ ông, tôi đánh cho ông hay là dịp bị mất chức năm 2012 vân vân. Và đối với tôi rất là cương quyết, rất là rõ ràng, chứ không có kiểu mà phe đảng hay nịnh bợ tôi phát bắt vị thật. Có công thì tôi thưởng, có công thì tôi ủng hộ, có nhân làm sai làm trái tôi chỉ trích không được, mà phê bình không được thì tôi tấn công, tôi truy sát tới cùng. Vấn đề ông Phát Bùi nó qua khá lâu rồi, và thì tương đối mấy năm này gần đây thì nó cũng cái gì nó cũng phôi pha đi, và những chuyện tôi chống đông thì nó cũng đủ, tôi thấy cho như vậy là đủ. Và nói thẳng ra thì anh Phát, anh vừa rồi anh nói anh không nói rõ thì cái sự kiện 2015 sản dịp đây chúng tôi muốn giờ xin lỗi các bạn, để thầy mở cho cái hình nó rõ lên tí xíu nhé. Muốn nói sau này thì quyền quá, thì việc sẵn đây tôi lập một lần cho nó xong. Thì năm 2015 khi mà chúng tôi thấy những hình ảnh ông Phát Bùi ngồi vào phòng tiệc với có ông Phạm Quân Vinh, đại sứ Cộng sản Việt Nam, tình bạn đó là cờ máu cộng sản, thì dĩ nhiên nếu người dân thường ngồi thì tôi không bực, nhưng ông ta có lẽ cái này nó không cần thiết, nó cộng đồng của quốc gia Việt Nam và Liên Hợp Nga ông ngồi như vậy đâu. Rồi mời các bạn nghe. Chống cộng sản, chống địch
gia, đó là chủ trương của tôi, đường lối của tôi rất là đơn giản vậy thôi. Tôi không muốn nhân danh là ai cả, vậy thôi. Chống Việt Cộng, chống Việt gia, vinh danh cờ vàng, ai đi ngược tôi, ai mà tôi cho rằng đi ngược lại cái chủ trương đó là tôi chống. Tôi chống bằng bất cứ ngôn ngữ nào, bất cứ hành động nào, bằng chứng như ông Pháp Bùi nói. Năm 2008 tôi giữ tình Báo Người Việt, không tả đức tí, và hay là dịp hành người viện binh vực Báo Người Việt, đàn áp người biểu tình, và tôi đã từng làm hình nộm tôi treo cổ ông, tôi đánh cho ông hay là dịp bị mất chức năm 2012 vân vân. Cũng có phần của Khải đấy nha anh Ngô Kỷ, năm đó là Khải lo tranh cử đó nha. Kiểu mà ta đảng hai nịnh bợ tôi phát bắt bị thật, có công thì tôi thưởng, có công thì tôi ủng hộ, công nhân làm sai làm trái tôi chỉ trích không được, mà phê bình không được thì tôi tấn công, tôi truy sát tới cùng. Vấn đề ông Phát Bùi nó qua khá lâu rồi, bằng thì tương đối mấy năm này gần đây thì nó cũng cái gì nó cũng thôi ta đi, và những chuyện tôi chống đông thì nó cũng đủ, tôi thấy cho như vậy là đủ. Và nó thẳng ra thì anh Phát, anh vừa rồi anh nói anh không nói rõ thì cái sự kiện 2015 sẵn dịp đây chúng tôi muốn nhờ Phát phút này, anh muốn nói sau này thì quyền qua, tuy nhiên sẵn đây tôi làm một lần cho nó xong. Thì năm 2015 khi mà chúng tôi thấy những hình ảnh ông Phát Bùi ngồi vào phòng tiệc với có ông Phạm Quân Vinh, đại sứ Cộng sản Việt Nam, tình bạn có lá cờ máu Cộng sản, thì dĩ nhiên nếu người dân thường ngồi thì tôi không bực, nhưng ông ta với tư cách là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Nam Cali, Phục Nga, ông ngồi như vậy đối với tôi là một sự sai trái và không nay, và làm cho Cộng sản nó lợi dụng cái hình ảnh ông, nó về nó đưa lên Internet, rồi đưa lên báo chí, rồi tuyên truyền là cộng đồng hải ngoại đã hòa hợp và giải với Cộng sản, đang ngồi bắt tay Cộng sản. Và tôi là nhà đấu tranh, tôi nhìn rất là đơn giản, và tôi đã chống, tôi phản đối hành động đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cái phần cá nhân giữa tôi với ông Phát Bùi thế này nọ chắc nó bình thường, cũng giống như ông Tần Pháp Văn, cựu dân biểu, ứng cử viên giám sát viên, tôi anh em với nhau 40 năm, nhưng bây giờ ông có những hành động mà ông chơi với những thằng Việt gian như thằng Bùi Mạnh Cường, hay ông Nhật Linh, ông đóng tiếp ông đại sứ Mỹ Napper về New York, ông để cho thằng Việt gian Bùi Mạnh Cường về Việt Nam tới 25 lần làm trưởng ban tổ chức, đóng ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam một Napper, và tôi lên án, tôi chống những cái hành động sai trái của ông, trong khi ông là người quốc gia mà ông đi làm việc với những, cũng như tôi chống ông Tạ Trí bây giờ là đi làm mướn ông Bùi Mạnh Cường một người cho Việt gian về Việt Nam 25 lần, tiếp xúc với Cộng sản nhiều lần, bây giờ làm phụ tá cho ông dân biểu Tạ Trí, lương một năm 145.000 đô la, tôi cho rằng những hành động đó tôi không chấp nhận được. Một người dân biểu quốc gia đi mướn một người mà tiếp tay cho Cộng sản về Việt Nam 25 năm, quý vị, 25 lần, như vậy làm sao chúng ta chấp nhận tin tưởng được một cái người mà phụ tá dân biểu chống cộng mà lại đi về Việt Nam 25 lần tiếp tay với Cộng sản, và để cho bà Nhật Linh là người biên tập viên Đài Phát thanh, Đài Phát truyền hình Khánh Hòa làm phát ngôn nhân cho cấp dân cử này nọ, vâng, điều đó tôi nói như vậy để quý vị thấy tôi rất là thông minh, tình cảm lý trí và pháp bất vị thăng. Thì trở lại vấn đề anh Phát Bùi, thì sau thời gian thì chúng tôi lên tiếng phản đối, cũng giống như tôi phản đối ông Túc Hồ chẳng hạn vậy, ai cũng biết ông làm nhặt lính, làm xô lính, rồi lúc nào cũng cờ vàng, lúc nào cũng lính, nhưng tôi chấp ông tại vì ông tuyên bố sai, đối với tôi là sai, quý vị cho đúng là quyền quý vị, ông nói là giải thể Đảng Cộng sản là sai vào năm 2012, và tôi cho rằng đó là lời tuyên truyền cho Cộng sản nghị quyết 36. Cộng đồng chúng ta, nhân dân trong nước muốn giải thể Cộng sản, còn giải thể được hay không, lật đổ được hay không, làm chuyện khác. Tuy nhiên, ông không thể dùng cái làn sóng HBKN để mà tuyên truyền và chống lại cái chuyện giải thể Cộng sản, điều đó. Và tôi chống đến những giờ, mấy khi nào ông nhận lỗi, điều xa tôi thấy chống. Dù rằng ông đối với cộng đồng người ta cho ông là chống cộng, là quyền quý vị. Thì trở lại với anh Phát Bùi, thì bây giờ anh Phát Bùi hành hãy nói đó, những điều anh làm, thì lát nữa anh sẽ nói thêm cho xong vấn đề này. Và anh nói với tôi là anh sorry cái chuyện ngồi đó là anh không có mục đích là đi bắt tay Cộng sản, anh không phải là Cộng sản. Tuy nhiên cái hành động mà anh nghĩ rằng với vai trò đó thì anh ngồi như vậy sẽ bị lợi dụng, Cộng sản lợi dụng. Thì vài ba tôi thấy anh cảm thấy cái điều anh làm như vậy là không đúng, tôi không có giờ chứ. Mà khi tôi nghe như vậy thì tôi thấy ok, anh giải thích như vậy thì tôi thấy hợp lý. Và tôi nghĩ rằng những cái chuyện mà tôi hiểu về anh đó là không được anh giải thích thì tôi hiểu một cách khác, nhưng anh giải thích rồi thì tôi thấy ok. Như vậy thì cái chuyện anh chỉ làm vì mistake, vì cái sự
ví dụ sự tính toán mà anh không có nghĩ rằng nó cần thiết thôi, thích hợp thì nó xảy ra như vậy đấy. Mà anh phát bồi để mình giải quyết một lần mà đúng vậy. Thì thưa anh cũng như thưa tất cả quý vị, để lại cho mọi việc cho nó sáng tỏ. Thì sau này khi mà nhìn vào cái sự việc đó, khi anh Ngô Kỳ, ông Lê nóng tay bên tôi rất là nặng lời về chuyện đó. Đấy, thì trong những người cố vấn của tôi cũng nói rằng đáng lẽ tôi không nên nhận cái trách nhiệm tìm cách đột nhập vào trong đó. Người nào đột nhập vào cũng được, nhưng mà tôi không thể đột nhập vào đó được, bởi vì dễ bị hiểu lầm và dễ bị lợi dụng để mà lợi dụng đây là đảng nhà công nghiệp cộng sản, lợi dụng đó để mà tuyên truyền. Anh nhìn từ cái cạnh mà chiến thuật thì tôi không nên là cái người làm cái đó. Thì sự việc nó xảy ra như thế nào? Năm 2015, cuối năm 2015, bất ngờ chúng tôi nhận được một cái thông tin rất là mơ hồ, là phái đoàn của ông tân đại sứ Phạm Quang Vinh sẽ ghé thăm thành phố Los Angeles và sẽ ký một cái nghị quyết kết nghĩa chị em với lại một thành phố Los Angeles, tức là thành phố Sài Gòn và thành phố Los Angeles ký kết cái nghị quyết là chị em. Mà quý vị biết, người ta vẫn luôn luôn trông đợi cậy vào cộng đồng để mà lên tiếng phản đối những sự việc như vậy. Thành thử ra ngay lập tức tôi kêu triệu tập một phiên họp khẩn cấp và trong vòng 2-3 ngày tổ chức một cái cuộc biểu tình rầm rộ kéo đến thành phố LA. Thì đến đó không hề thấy một bóng với ai, và đi vào văn phòng của ông thị trưởng Los Angeles thì họ nói rằng là ông thị trưởng đi ra ngoài ảo sao không có mặt ở đây, và họ không hề biết có một cái phái đoàn Việt Nam nào đến thăm qua thị sảnh thành phố Los Angeles. Chúng tôi chưng hửng, thành ra chúng tôi thấy trong cái thông báo mà chúng tôi có được, ngoài cái việc mà họ nói về cái vấn đề thành phố Los Angeles, họ còn nói đến là sẽ có một cái buổi tiệc ở cái khách sạn Double Tree cách đó không xa. Thành ra đoàn biểu tình quyết định đi bộ từ tòa đại sảnh đến Double Tree Hotel để biểu tình. Khi chúng tôi đến gần đến nơi đó thì không có bước vào gần cái khu vực của hotel lại được, là bởi vì nhân viên FBI, nhân viên cảnh sát của thành phố Los Angeles và nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn chúng tôi, không cho chúng tôi đến gần cái cửa ra vô của khách sạn Double Tree. Và lúc đó cái nhóm biểu tình mới giao cho 5 người và muốn tôi là cái người lãnh đạo năm, hướng dẫn 5 người đó tìm cách đột nhập vào trong thành phố để xác định xem là bên ông Phạm Quang Vinh có hội họp buổi chiều hôm đó không. Thì chúng tôi phải gỡ cái lá cờ vàng và sọc đỏ ra thì mới trà trộn vào trong khách sạn được, bởi vì quý vị biết là nhân viên FBI, nhân viên tòa đại sứ là họ đã canh chừng khắp mọi các cửa nẻo, muốn lục nhập vào phải dễ, mà đeo cái lá cờ vàng và sọc đỏ thì không thể bước vào được. Tôi có một cái thiếu kinh nghiệm, đó là lúc tất cả những người đó hội họp như vậy, trong đó có ông Phan Kỳ Nhơn, ông Trần Vệ, ông này ông kia, đúng ra tôi đã nói với mọi người là tôi rất ngại cái chuyện hội, thì tôi là nghị viên rất sợ bị chụp hình rồi bị hiểu lầm. Thì họ nói với tôi là đừng có sợ, đây là cái sứ mạng, nếu có chuyện gì xảy ra họ sẽ đứng ra họ làm chứng. Đáng lẽ tôi phải bật cái điện thoại cầm tay tôi nên tôi thâu những cái lời nói đó của họ. Tôi thiếu kinh nghiệm, tôi không làm chuyện đó, là một cái thiếu kinh nghiệm. Thứ hai là cái vai trò, mặc dù tôi từ chối nhưng mà tôi phải quyết liệt từ chối, không nhận lãnh cái trách nhiệm mà hướng dẫn các đoàn vô, bởi vì vô như vậy nó bất lợi cho cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Đó là hai cái thiếu kinh nghiệm của tôi, nhưng mà lúc đó tôi mới bắt đầu bước vào dòng chính, bước vào sinh hoạt trong cộng đồng, nhiều khi còn cả nể người này cả nể người kia. Thì đó là cái điều duy nhất mà cái quyết định tôi. Thì sau khi vào trong khách sạn đó, chúng tôi phải thuê cái hotel để mà người ta có biết ra, người ta cũng không đuổi chúng tôi ra được. Và chúng tôi ngồi đó mua một vài món ăn nhẹ để chờ đến 6-7 giờ tìm để theo dõi xem có ai đi vào đi vô trong đó không. Thì có thấy anh Vũ Hằng Lân, anh có thể xác nhận lại là chúng tôi vào trong đó, những người khác có thể lên lầu 2 để mà vào họp được, nhưng chúng tôi bị ngăn chặn từ phía. Sau đó chúng tôi thấy ông Đoàn Trọng và ông David Minh, và cuối cùng là chúng tôi đã trình bày rồi là ông Alan Võ Phong, nhưng mà họ đi bằng nhiều cửa khác chứ không đi qua trong đường mà chúng tôi ngồi đó. Thì sự việc nó như vậy, khi vào bên trong đó
thì lúc mà ông theo ông London Fall để mà trà trộn vào đó, thì chúng tôi bị chặn lại ngay chiếc lộ 2. Nhưng mà vì chúng tôi cãi kịch liệt và cũng có dùng lời hơi nói to để cho mọi người xung quanh nghe, vì họ thấy ngại quá thành ra họ phải cho chúng tôi vào. Thì vào trong đó ngồi cái bàn phía bên ngoài, chúng tôi gồm có 6 người. Thì một khoảng chừng 50 phút sau thì ông đại sứ Phạm Quang Vinh, ông lập cũng chạy xuống, ông xin lỗi chúng tôi. Và ông nói rằng là bây giờ ông mới biết là có ông chủ tịch cộng đồng có mặt ở đây, và không thể nào mà vô lễ đối với một cái người chủ tịch cộng đồng Việt Nam được. Thành ra ông mời tôi lên cái bàn của ông ngồi. Tôi không chịu lên, nhưng ông cứ nài nỉ. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng mình làm mà mình không lên như vậy thì nó cũng về vấn đề ngoại giao nó cũng không đúng cái nguyên tắc đó. Thành ra tôi lên trên đó 5 phút rồi tôi đi như vậy, chứ tôi không ở lâu. Lên chỉ đủ để cho thấy là mình cũng không có sợ hãi cái gì việc đó để mà mình đối đầu với họ. Và tôi lên trên đó với mục đích là chờ đến cái lúc họ bắt đầu chương trình, thì như cái lời họ hứa với chúng tôi, họ sẽ cho chúng tôi lên tiếng để phản đối những gì chúng tôi cần phải phản đối. Thì tôi ngồi đó 5 phút, thành ra chúng tôi đi về. Thì quý vị và anh Ngô Kỳ thấy họ đưa cho mấy anh những hình ảnh đó, nhưng mà họ không hề có được thêm hình ảnh nào khác, bởi vì chúng tôi ngồi đó rất ngắn. Anh Ngô Kỳ chỉ có 5 phút thôi. Anh thấy là cái đĩa của chúng tôi sạch bong, tức là tôi cũng ngồi đã lâu, chứ ngồi lâu đã có hình ảnh tôi có đồ ăn trên đĩa. Anh thấy ly nước của tôi là không có được uống, nó còn đầy, và ly rượu nó vẫn còn không. Chứ nếu mà không thì đã phải có những hình ảnh. Nếu tôi thực sự được mời đi ăn tiệc, quý vị có thấy tôi phải chụp hình bắt tay ông đại sứ, hai bên cười nói chuyện vui vẻ với nhau, hoàn toàn không có chuyện đó. Nó khác với lại cái chuyện ông Nam Quang đi ăn nhậu với tổng lãnh sự cộng sản, là ngồi đối mặt ăn nhậu nói chuyện vui vẻ và sau đó còn đứng nói chuyện riêng. Dạ vâng, cho phép Khải bắt đầu quay tiếp lại cái phần này là nghệ viên Pháp Bùi đang và là giải thích với anh Ngô Kỷ. Thì giống như Khải nói là cái phần họ làm rất tốt, tức là họ đã gần như là cũng trình bày được khá rút ráo cái vấn đề mà cái khúc mắc của họ, tức là những cái sự khác biệt giữa hai người. Lúc đó tôi đã phản đối ông Phạm Quang Minh, tôi đặt hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tại sao ông nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã không có kiện Trung Cộng về vấn đề xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm Trường Sa như là Phi Luật Tân đã kiện. Và cái vấn đề thứ hai mà sau này anh Vũ Hoàng Lân có nói là cái đó không chính xác, tôi dựa vào những cái tin không có, chưa có kiểm chứng. Và tôi trách cứ là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại bay trực thăng ra khánh thành cái đảng khoan Hải Lý, không anh? Đến với nhóm lần Hải Dương 981 thì đó là hai điều tôi phản đối. Và cái ông phó chủ tịch của tôi đứng bên cạnh tôi lúc đó là ông phản đối ông Phạm Quang Minh về vấn đề vi phạm nhân quyền và các tù nhân lương tâm. Thì câu chuyện nó là như vậy, chứ không phải là tôi đi ăn tiệc của đại sứ Phạm Quang Minh. Tôi không có hề được mời và cũng không có hề bước vào trong đó để ăn tiệc, mà phải tìm đủ một cách lớn vào trong đó, đột nhập vào trong đó để phản đối phái đoàn cộng sản. Và thứ hai mà những người xung quanh, những các hoạt động biểu tình cũng tôi cho biết để mà nhận diện xem những ai là những người có mặt trong cái buổi tiệc của ông đại sứ Phạm Quang Vinh. Thì thực sự ra đó, cái buổi tiệc đó chúng tôi cũng rất là chưng hửng và ngạc nhiên, là thấy nó rất là nhỏ, không có bao nhiêu bàn, khoảng 10 hoặc là 12 bàn là nhiều. Và những nhân vật đó cũng không thấy những nhân vật nào nổi đình nổi đám, ngoài những cái người mà chúng tôi cho là không quan trọng, như là Alan Ford, như là bà Phùng Tuệ Châu thì ai cũng biết rồi. Mà thực sự ra lúc đó, thưa quý vị, khi mà đến ngồi cái bàn đó, quý vị thấy mặt tôi rất là căng thẳng, bởi vì tôi chẳng biết người nào ngồi đó cả. Sau này khi tôi về thì ông Dương Bi mới cho tôi biết được những người ngồi trong bàn đó là ai, là bà Phùng Tuệ Châu, và lại thấy ông thì đó, ông thì ông sư Đinh Bích Tứ. Đinh Bích Tứ đó, tôi không nhận biết là nhà. Quý vị thấy mặt tôi ngồi rất là không thoải mái, căng thẳng. Và tôi ngồi đó chỉ có vài phút rồi tôi đứng lên, tôi đi về. Thì khi tôi đi về đó, anh Ngô Kỳ, ông Phạm Quang Vinh, ông Lập Đặc cũng đứng lên, ông chạy theo. Dạ vâng, hồi nãy có bạn nào nói cái mạng yếu á,
Khải xin lỗi các bạn nha, nãy là cái phone nó hết pin, chứ cũng cái mạng thì nó cũng ok, chứ nó không có yếu đâu. Nhưng mà hồi nãy cái phone Khải hết pin nha, nãy bạn gì bây giờ Khải không có nhìn được tên. Cảm ơn bạn đã góp ý kiến. Rồi mai mốt Khải setup máy móc thì mới giao lưu, mới trả lời, mới đọc mấy cái comment của các bạn mới trả lời được nha. Còn bây giờ thì là Khải mới cắm cái dây chạc vô thôi. Với cái phone xịn nhất của Khải đó thì nó cũng chỉ là S20 thôi, Samsung 20 thôi, 20 Plus. Nhưng mà hôm bữa trời mưa Khải cắm đồ chạc nó kêu là rút ra đi, trời mưa nó bị thấm nước. Mà Khải lì quá, Khải vẫn để nó chạc, thành ra giờ nó hư luôn rồi, bây giờ chạc không được nữa. Thành ra bây giờ là chỉ có cái phone cùi bắp với một cái phone Note 10 để Khải quay thôi. Thành ra hy vọng là trong tương lai để coi sao. Chứ cái phone 20 Plus, 20 cộng của Khải nó là Khải cắm chạc, giờ nó hư, nó không chạc được nữa rồi. Nó kêu bây giờ chỉ có trò không dây á, wireless á. Thì không biết là bây giờ có phải đi mua cái đồ mà chạc không dây để về chạc mấy cái phone này, chứ còn dây nhờ bây giờ là cắm chạc dây nó không, nó hư cái đồ đó ra. Thì trở lại Khải mời các bạn nghe cái phần giải thích của anh Phát Bùi cho nó rút ráo. Mà cái quan trọng không phải là Khải nghe ông Phát Bùi giải thích, tại vì cái phần đó thì Khải hiểu rồi, nhưng mà Khải muốn các bạn xem cái cách mà xử sự giờ giữa ông Ngô Kỵ và ông Phát Bùi, và họ giải quyết cái mâu thuẫn giảng hòa, và tiếng Anh nó gọi là move on đó, để mà coi như là xếp lại, khép lại quá khứ để mà hướng đến tương lai đó. Thì các bạn xem thì các bạn có suy nghĩ sao? Chứ hôm qua Khải xem thì Khải thấy họ giải quyết rất là ổn thỏa. Nói chung là Khải thì mới cách đây mấy tuần cũng có đụng với anh Ngô Kỵ, thì Khải không có được như anh Phát Bùi mà là bắt tay bắt chân xin lỗi xin phải gì hết. Nhưng mà nói chung là giống như Khải, giống như hai người này đã giải thích đó, là Khải cũng là activist, là đấu tranh, là cách mạng, là nhà cách mạng, nhà đấu tranh, hoặc là thằng cách mạng, thằng đấu tranh. Thành ra cái vấn đề không phải là mị dân, không phải là xin phiếu, không phải là nịnh hót hứa hẹn, mà Khải chỉ bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, phanh phui láo xạo. Thành ra trong cái quá trình đó, nếu mà mình giống như ông Khải nói ông Phát Bùi được thì Khải cũng bị thôi. Có nghĩa là nếu mà trong quá trình mình đấu tranh mà mình bị lừa, mình ngây thơ, mình gọi là mình dựa vào những cái nền tảng thông tin sai trái, hoặc là mình lầm, thì mình sẽ phạm lỗi. Tức là mình nghi oan cho người khác, mình chửi oan người khác. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị phải hiểu là những người như Khải biết cái vai trò của mình. Khải không phải là thẩm phán, Khải không phải là tòa án, Khải đâu có những cái mà nhận định của Khải đó, nó không có giá trị pháp lý, nó không có cái giá trị áp chế, chế tài. Tức là không phải là Khải lên án ai là người đó sẽ bị tử hình, sẽ bị tù giam, sẽ bị tịch thu tài sản, hay là bị ném đá, bị tẩy chay, bị đào thải đâu. Những người như Khải là giống như Khải gọi Ngô Kỵ gần đây cũng nói, giống như là những cái tiếng chuông cảnh báo, như là thằng mỏ làng thôi, là thổi còi, mình tố cáo, mình lên tiếng cảnh giác thôi. Nhưng mà ngược lại đến một lúc nào đó, nếu mà từ từ cái ảnh hưởng mình nó bắt đầu nó có tầm, và cái vai trò mình nó khác đi, thì đương nhiên Khải cũng phải là chỉnh sửa lại cho nó thích hợp. Có nghĩa là nếu mà hồi xưa mình chỉ là cái thằng mỏ làng đi, gọi là la làng, lu loa lên để mọi người chú ý, mọi người quan tâm, thì là mình cứ thấy sao mình nói vậy người ơi. Nhưng mà nếu mà sau này giả dụ bắt đầu mình sau một thời gian người ta thấy là mỗi lần mình kêu có cháy là có cháy, mình kêu có trộm là có trộm, mỗi lần mình kêu đê vỡ là đê vỡ, thì bắt đầu mình nói cái gì là sẽ có nhiều người nghe, nhiều người tin và nhiều người quan tâm hưởng ứng. Thì đến lúc đó cái vai trò của mình nó khác, và cái trọng lượng, cái giá trị, cái ảnh hưởng của cái lời nói của mình nó khác. Thì lúc đó thì chắc chắn là Hải cũng sẽ điều chỉnh lại để cho mà mình gọi là cái hành sự cho nó thích hợp hơn.
chứ không phải là bà đâu nói đó rồi bà đâu là lên án đó rồi cứ đụng cái là nghĩ sao là nói vậy, không phải như vậy. Thành ra Khải hứa với các bạn là trong tương lai từ từ Khải sẽ điều chỉnh lại, nếu mà như là cái lời nói của mình nó bắt đầu được sự quan tâm chú ý của khán thính giả của đồng hương và nó có ảnh hưởng, có tác động đến xã hội, đến cộng đồng, thì Khải sẽ cố gắng gọi là kiềm chế, điều chỉnh để mà cho là mình sẽ không có là cẩn trọng ngôn từ hơn. Tức là mình sẽ không có, dạ bạn Lê Hữu Văn hồi nãy cảm ơn bạn, thì mình sẽ gọi là không có phải là bạ đâu, mình cũng lưu loa lên mà mình sẽ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Và giống như Khải nói, nếu mà cái nhận định mình rõ ràng là nó sẽ có tác động, nó có thể gây ảnh hưởng, có thể gây nguy hại cho người khác, thì mình sẽ cố gắng là kiềm chế và suy nghĩ chín chắn hơn trước khi mình đưa ra cái nhận định. Và mình sẽ dùng ngôn từ cho nó, cái gọi là nó sử dụng những cái ngôn từ không phải là hòa nhã gì, nhưng mà ít nhất nó cho nó điều chỉnh, nó thích hợp hơn, nó chừng mực hơn. Dạ vâng, thì cái đó là cái lời hứa của Khải. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp cái phần trình bày của ông Phát Bùi và để mà giải thích cái sự kiện ông mà ngồi chung bàn với đại sứ Phạm Quang Vinh. Sao Khải đã chờ nó play quảng cáo nãy giờ rồi mà hết quảng cáo rồi lại tiếp tục quảng cáo là sao? Cái này thì mạng nó rõ ràng nó có vấn đề đó bạn Lê Hữu Văn. Gói cho em 200 thì sau này em lãnh 200.000. 59 tuổi là mình vô đóng tiền. Đến lúc mà mình lớn. Đó là hai điều tôi phản đối, và cái ông phó chủ tịch của tôi đứng bên cạnh tôi lúc đó là ông phản đối ông Phạm Quang Vinh về vấn đề vi phạm nhân quyền và các tù nhân lương tâm. Thì câu chuyện nó là như vậy, chứ không phải là tôi đi ăn tiệc của đại sứ Phạm Quang Vinh, tôi không có hề được mời và cũng không có hề bước vào trong đó để ăn tiệc, mà phải tìm đủ mọi cách lấn vào trong đó, đột nhập vào trong đó để phản đối phái đoàn cộng sản. Và thứ hai mà những người xung quanh, những các đoàn biểu tình cũng tôi cho biết để mà nhận diện xem những ai là những người có mặt trong cái buổi tiệc của ông đại sứ Phạm Quang Vinh. Thì thực sự ra đó, cái buổi tiệc đó chúng tôi cũng rất là chưng hửng và ngạc nhiên, là thấy nó rất là nhỏ, không có bao nhiêu bàn, khoảng 10 hoặc 12 bàn là nhiều. Và những nhân vật đó cũng không thấy những nhân vật nào nổi đình nổi đám, ngoài những cái người mà chúng tôi cho là không quan trọng, như là Alan Ford, như là bà Phùng Vệ Châu thì ai cũng biết rồi. Mà thực sự ra lúc đó, thưa quý vị, khi mà đến ngồi cái bàn đó, quý vị thấy mặt tôi rất là căng thẳng, bởi vì tôi chẳng biết người nào ngồi đó cả. Sau này khi tôi về thì ông Dương Bi mới cho tôi biết được những người ngồi trong bàn đó là ai, là bà Phùng Vệ Châu, và lại thấy ông thì là ông gì, Ông ông sư sư Đinh Đinh Vĩnh Tứ, Tứ. Đinh Vĩnh Tứ đó. Tôi không nhận biết là nhà, quý vị thấy mặt tôi ngồi rất là không thoải mái, căng thẳng, và tôi ngồi đó chỉ có vài phút rồi tôi đứng lên tôi đi về. Thì khi tôi đi về đó, anh Ngô Kỳ, ông Phạm Quang Vinh ông lập tức ông đứng lên ông chạy theo. Ông nói tại sao tôi không ngồi lại, tôi nói không, tôi về bàn của những người anh em chúng tôi. Thì luôn tiện đó ông đứng đó thì chúng tôi mới nói được, đã phản đối, đặt vấn đề ra, và đặt vấn đề xong là chúng tôi lập tức rời khỏi cái phòng tiệc của họ và chúng tôi xuống gara lấy xe đi về. Cảm ơn ông Phát Bồi cũng như là ông Ngô Kỷ nói về cái chuyện như vậy. Thực ra hôm nay chủ đề không phải là cái vấn đề đó, nhưng mà thiết nghĩ rằng là cái chuyện mà lần đầu tiên hai vị ngồi lại với nhau sau một cái quá trình nhiều năm dài như vậy, thì cái câu hỏi được đặt ra là đương nhiên là phải đặt ra. Nãy giờ có lẽ là cho mọi người xem lại mấy cuộc phim hồi nãy đó, là những cái một trong những cái lần mà tôi ghi nhận được ông Ngô Kỷ đụng độ ông Phát Bùi ở trong các sinh hoạt cộng đồng vì cái sự cố này, sự kiện này đó. Mọi người có thể thấy là ông Ngô Kỷ đang rất là hăng hái gắn hình Nhưng mà ông phải phải xin Phát lỗi cái Bùi ở lời của trên anh, đó. nhưng mà phải nói là ông Ngô Kỷ
những cái đoạn phim như vậy ông làm rất hiệu quả. Mặc dù là sau này hiểu là tôi bị oan ức. Đúng, cái này cái nghề của Ngô Kỷ mà. Nó cũng làm đồng hương nhìn thấy vậy và cũng đặt rất nhiều câu hỏi với tôi. Thì những người nào tôi trình bày thì họ hiểu ngay, nhưng mà cũng có nhiều người họ không coi, họ không nắm vững được vấn đề. Nói là nói như thế, như tôi đã trình bày quý vị, tôi không bao giờ tôi thù ghét những người nào mà lên tiếng là những người activist, bởi vì họ là những người mà tranh đấu cho những gì mà họ tin tưởng. Thành ra chiếu lại những cái khúc phim này để có thể thấy rằng là nếu mà mọi người có dịp vào trở lại những cái khúc phim trong quá khứ của Formosa TV sẽ thấy rằng là chúng tôi gọi là cover tứ phía, cho nên cái chủ trương gọi là covering all sides, tức là tường thuật mọi phía của Formosa TV, nó liên lũy từ trong quá khứ mười mấy năm cho tới bây giờ, chứ không phải là ở cái thời điểm bây giờ nữa. Từ cái lúc mà một người như là ông Ngô Kỷ đụng lộn, mọi người có thể thấy là ông Vũ Huynh Trưởng cũng trong đó, trong cái hình ảnh đó, và bây giờ ông thì cũng đã trở nên người thiên cổ rồi. Thì để mà nói rằng là một phần nào để cho thấy rằng là cái việc mà tương thuật lại những Khải Quân phỏng vấn anh Vũ Huynh Trưởng để anh làm chứng cho Khải, hết sức là đa dạng từ xưa đến nay. Dù là các vị lúc mình ấy đang căng thẳng với nhau, hay là bây giờ đây thì các vị đang gọi là ngồi rất là hòa thuận với nhau để nói về một cái vấn đề khác trong cộng đồng, thì tôi xin hỏi một câu nữa với Ngô Kỷ để trước khi chúng ta quay trở lại cái chủ đề chính. Đó là với nhiều cái năm tháng dài trong quá khứ như vậy, căng thẳng như vậy, và giờ đây ngồi với nhau và nghe ông Phát Bùi trình bày với ông trong một cái tinh thần rất là thẳng thắn với nhau như vậy, ông sẽ nghĩ rằng là cái chuyện như thế này nó sẽ khép lại ở đây, hay là trong tương lai nó lại sẽ được lật lại với một cái tình huống khác thưa ông? Vâng, cảm ơn Phát Bùi bỏ thì giờ để giải thích. Nhưng anh Vũ Văn Lăng có đặt câu hỏi. Thật sự cái chuyện mà anh Phát Bùi anh trình bày bây giờ, anh đã trình bày tôi cách đây cũng vài ba tuần rồi, chứ không phải bây giờ. Và chúng tôi đã nghe anh nói, và chính vì vậy mà tôi xét thấy những điều anh nói là hợp tình hợp lý và đã coi như giải quyết xong. Do đó chính vì vậy mà tôi đồng ý anh ngồi. Chứ nếu mà tôi chưa biết anh như thế nào tôi ngồi bây giờ thì chắc chắn là không đâu. Nhìn nghĩa là tôi đã đồng ý phát phát bôi là phải ha. Nghĩa là tôi đã xí xóa được coi vui vẻ anh em rồi. Cũng chúng tôi ngồi với ảnh cũng hai ba lần rồi, đặc biệt với đây ngồi với anh Đoàn Trọng trên đài SET cách đây khoảng 3-4 ngày. Phải không anh? Và thì những điều anh Phát Bùi trình bày đó thì thật sự mà nếu mà tôi nghe sớm hơn đó thì là chuyện là khác rồi. Phải không Phát Bùi? Cái này thì ông mấy năm trước ông nói những điều này. Dạ mùm sao mưa. Không nói là tôi tăng tôi nữa, có thể nói ở đâu tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng nó chuyên nghiệp là như vậy. Chính vì vậy ông Phát Bùi cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Tôi quá bận biểu phương tiện, tôi eo hẹp này nọ, tôi cũng không có thời giờ như anh nói. Làm sao mà phân tích anh tới bữa tiệc, rõ ràng bữa tiệc mà anh đang tiệc không là chuyện của anh, làm sao tôi biết anh không ăn tiệc được, phải không? Thì tôi cứ nói là anh tới dự bữa tiệc thì cái chuyện tôi cũng không sai, phải không ạ? Còn cái chuyện anh bây giờ nói anh tới bằng tiệc nó nhưng anh không ăn uống gì hết này này nọ rồi anh về này nọ, thì cái chuyện tôi nhà đấu tranh mà tôi đâu phải tôi cũng mà xó đâu mà theo anh tới nơi tới chỗ đâu. Thì tôi chỉ thấy được những sự kiện như vậy, và anh có công nhận cái sự, và anh cũng công nhận với tôi cái sự có mặt của anh nó cũng hại cho người cha chứ. Tại vì anh thấy sau khi anh về đó, website của tòa đại sứ cũng sẵn, hoặc báo chí cũng sẵn, nó đưa hình anh, dù nó đưa nhỏ thôi, không đưa lớn, nhưng nó cộng đồng hợp họa đã hòa hợp hòa giả này nọ, nó không có lợi. Mà tôi thấy cái hành động đó nó không lợi thì tôi lên án hay tôi thiệt mình bị chỉ trích thôi. Chứ còn cá nhân Phát Bùi thì tôi hoàn toàn tôi với anh cũng quen biết nhau, cũng không có gì. Và quý vị biết rồi, tôi đã nói phát bắt vị thân, do đó tôi chống anh tôi cũng ăn cái giả gì. Anh có ngồi cộng sản, ngồi quốc gia, tôi chẳng lợi lập gì cho cá nhân tôi. Nhưng vì chuyện chung tôi phải lên tiếng. Còn bây giờ tôi thấy rằng anh đã giải thích một cách ổn thỏa và vui vẻ này nọ, thoải mái. Mình thấy con người mình mà ngày xưa người ta nói đánh người chạy đi không đánh người chạy lại, hai Việt Nam Cộng Hòa mình không, tôi không so sánh. Tuy nhiên có những chương trình chiêu hồi, tôi không nói là anh cộng sản chiêu hồi liền, chiêu hồi cộng sản ở đây dùng chữ chiêu hồi á, là mình những người nào mà thấy nó xa. Và ảnh công nhận là chỉ ở ngồi với thằng đại sứ như vậy là đã là hôm nay. Và lúc đó mà nếu ông Phan Kỳ Nhân mà ông đây tiếng ông xác nhận ông là người và ông phản vệ hay này nọ khuyến khích là yêu cầu quanh vô thì thầy này nọ, thì hồi đó thì anh đã được giải tỏa rồi. Nhưng hồi đó tôi không nghe được điều đó, mà chính vì vậy tôi không cho rằng tôi hiểu lầm. Tuy nhiên
Nếu mà nói thì tôi đã làm những điều gì mà tôi cần phải làm, và anh Tắc giờ anh làm những điều gì anh thấy anh cần làm, và chúng tôi thấy được mọi chuyện nó over, nó xong, và chúng tôi ngồi bắt lại cái tài lần nữa. Anh nói gì đó trước thì đồng ý. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì ông Ngô Kỳ giống như Khải nói là chuyên nghiệp, thì ông có cái cách để thanh minh thanh nga, để mà bào chữa, để mà kết thúc, để mà hòa giải. Cũng như quý vị thấy, Khải sẽ ngừng ở cái chỗ mà hai người bắt tay nhau. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái vấn đề mà anh Ngô Kỳ anh nói, nếu mà chú Phan Kỳ Nhơn lên mà chịu khó giải thích như vậy thì mà thầy là ông Ngô Kỳ ông đã không có hiểu lầm, là đã không có chuyện là lên án ông Phát Bùi rồi. Thì Khải xin khẳng định cái đây là Khải không chửi rủa anh Ngô Kỳ nha. Anh Ngô Kỳ, cái này là Khải giải thích, cái chuyện anh làm thì anh phải làm, cái chuyện anh nói thì anh phải nói, và ông Phát Bùi ông chấp nhận, và anh với ông Phát Bùi đã bắt tay hòa giải, bỏ qua chuyện cũ thì Khải không mà dính lúc vô. đó mà nếu ông Phan Kỳ Nhân Nhưng mà mà ông đây tiếng ông xác nhận ông là người và ông phản vệ hay này nọ khuyến khích và yêu cầu anh vô thì thầy này nọ, thì hồi đó thì anh đã được giải tỏa rồi, nhưng hồi đó tôi không nghe được điều đó. Và chính vì vậy tôi không cho rằng tôi hiểu lầm. Tuy nhiên nếu mà nói thì tôi đã làm những điều gì mà tôi cần phải làm, và anh Tắc giờ anh làm những điều gì anh thấy anh cần làm, và chúng tôi thấy được mọi chuyện nó over, nó xong, và chúng tôi ngồi bắt lại cái tài lần nữa. Anh nói gì đó trước. Dạ kính thưa quý vị, có nghĩa là ông Ngô Kỷ thì ông nói là ông cần phải làm cái gì ông làm, trên tinh thần là hai người chấp nhận là bắt tay hòa giải, thì ý nói là cái chuyện đó tôi phải làm như vậy thôi. Giờ giống như nói anh chấp nhận bỏ qua thì bỏ qua, mình làm hòa thì ông Phát Bùi chấp nhận. Nhưng mà Khải muốn giải thích là vậy, kính thưa quý vị, cái đương nhiên ông Ngô Kỷ ông là dân chuyên nghiệp, mà ông nói là hồi đó ông Phan Kỳ Nhân có nói hay không tôi không nghe, thì làm sao bây giờ mà ai mà chứng minh được là ông có biết, ông có nghe hay không? Khải không nói. Nhưng cái băng đảng Trần Thái Văn, Chí Tạ, Nguyễn Quốc Lân, Charlie Nguyễn Mạnh Chí và kể cả Nam Quan là chắc chắn đã phải nghe ông Phát Bùi giải thích rất là nhiều lần. Những cái gì mà ông mới nói đây là ông lặp đi lặp lại cả trăm lần trong vòng mấy năm qua, khi mà ông bị cái băng đảng này lên án chụp mũ cho ông là Việt Giang, là bắt tay với Phạm Quang Vinh, là bưng bô cho Cộng sản. Kể cả chú Phan Kỳ Nhơn cũng đã giải thích rất là nhiều lần, và trên rất là nhiều chương trình Khải bảo đảm Khải đã nghe, và khán thính giả đồng hương cử tri đều đã có nghe qua chú Phan Kỳ Nhơn giải thích, gọi là không phải là bảo vệ, bảo kê, bao che, nhưng mà rõ ràng để mà như ông Ngô Kỳ nói là giải oan cho ông Phát Bùi. Nhưng cái quan trọng là từ đó đến giờ và cho đến ngày hôm nay, Khải mới nghe cái chương trình của Nguyễn Quốc Lân với Nam Quan, thì họ vẫn khăng khăng, họ vẫn nói ông Phát Bùi là bưng bô cho Cộng sản, đi ngồi ăn tiệc với Phạm Quang Vinh. Cho đến ngày hôm nay, sau khi mà cái chương trình này được phát sóng, cái băng đảng khốn nạn, cái thằng mà luật sư láo xạo đó, nó vẫn tiếp tục, nó chính nó mới là cái thằng mà coi như là bóp méo sự thật, mị dân, nói láo. Thưa quý vị, Khải không nói nó dựng chuyện, nó ngu, Khải không ngu dốt như nó, đần độn như nó, vô đạo đức, vô lương tâm, vô liêm sĩ như nó để mà nói là nó đặt điều bịa chuyện. Nhưng Khải nói là nó đã cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc, suy diễn, để mà giống như ông Ngô Kỷ nói là ông hiểu lầm, là ông cho rằng là ông Phát Bùi là làm lợi cho Cộng sản, bưng bô cho Cộng sản, khi mà ngồi trong cái bàn tiệc với Phạm Quang Vinh, có Phùng Tuệ Châu, có Đinh Viết Tứ. Và sau khi nghe ông Phát Bùi giải thích lý do tại sao, nguyên do tại sao, cái tình cái bối cảnh, cái tình huống, thì ông Ngô Kỷ ông chấp nhận, với cương vị một người đấu tranh, một người chống cộng, ông cảm thấy là ồ, như vậy thì là cái sơ xuất do thiếu kinh nghiệm. Đó là chính ông Phát Bùi ông cũng thú nhận, ông mới đắc cử thôi, ông là một đại gia, ông là một doanh nhân, ông làm ăn từ đó đến giờ, ông ứng cử để dấn thân, để phục vụ. Chứ còn Khải nói những cái chuyện đấu đá quốc cộng, lằn ranh cờ đỏ cờ vàng, làm sao mà ông rành bằng Ngô Kỷ, hoặc là kể cả bằng Khải, hoặc là Vũ Hoàng Lân. Thành ra cái chuyện Khải không nói trực tiếp với ảnh, nhưng mà Khải có nói bắn tiếng qua một vài người thân cận, và có lẽ hôm nay ông Phát Bùi đã nghe những cái ý kiến của Khải rồi. Có nghĩa là Khải nói là rõ ràng là ông có làm sai,
cái việc mà ngồi trung bàn như vậy là rõ ràng sai. Chính vì anh có làm sai, người ta mới nắm thóp anh, người ta mới biểu tình, người ta mới thóa mạ, người ta mới chụp mũ cho anh được. Thì cái mà Khải mà gọi là không dám nói là cho điểm anh Phát Bùi, nhưng mà phải Khải nói là ngày hôm qua Khải xem và Khải thấy cho đến ngày hôm nay, giống như ông Ngô Kỷ, Khải cảm thấy là có thể mà gọi là khép lại cái vấn đề này, để mà có thể chấp nhận cái lời giải thích của anh Phát Bùi để mà cho qua cái chuyện này. Sau khi anh Phát Bùi thú nhận là đúng, cái ngày hôm đó tôi có phạm sai lầm, không có phải là phạm tội ác, là gây tội ác hay là vi phạm đạo đức, hay là làm những cái chuyện gì sai trái, là lệch hướng, hay là đi ngược lại với lời thề, hay là bước qua cái làn ranh quốc cộng. Nhưng cái lỗi lầm là vì thiếu kinh nghiệm, tức là anh Phát Bùi nói về chiến thuật, mà tiếng Anh nó là optic, là về cái để mà tạo một cái hình ảnh để mà ông Phạm Quang Vinh và bên Việt Nam họ có thể lợi dụng, họ khai thác, họ có thể đăng báo, họ nói là ô bên đó là tụi nó chống cộng mẹ gì, chủ tịch Bùi Phát ngồi chung bàn như hòa hợp hòa giải với chúng ta rồi, ăn chung mâm ngồi chung bàn rồi, không không có chống chống chứ gì hết. Thì đó là cái lý do tại sao Khải có nói riêng với một số người, Khải nói không, cái việc làm đó nó có, tức là nó có something wrong. Không có nói anh Phát Bùi là tay sai cộng sản, không nói anh là quay xe chở cờ bưng bô hay là Việt Giang, nhưng đến ngày hôm nay anh thú nhận, anh xác nhận là đúng, tôi có cái việc làm đó vì cái sự thiếu kinh nghiệm non nớt về vấn đề chính trị quốc cộng, mà vô hình chung tôi đã tạo điều kiện để Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo họ lợi dụng, họ khai thác cái sự kiện đó, họ khai thác cái hình ảnh đó. Và rõ ràng cái đó là mình phải thú nhận. Khải đã nói sai thì phải nhận, chứ còn mình cứ tiếp tục lưu la lấp liếm, mặc dù là mình trong sáng, mình không có gì lương tâm, không có gì cắn rứt, nhưng mà mình không thể vì nói là mình trong sáng, mình không phải là tay sai, mình không bưng bô, mình không quay xe, mà mình giống như cái thằng ngu Nguyễn Quốc Lân mà suốt ngày cứ nói tao không làm gì sai, tụi bay bịa chuyện. Không thể nói như vậy được. Người ta lên án mình, người ta phản đối là phải có lý do. Sẵn thầy dạy cho cái thằng cu lân ngu dốt, mày nghe là thằng khốn nạn ngu dốt, mày câm mồm mày đi, đừng bao giờ mở miệng ra dùng cái từ là phá rối cộng đồng, đặt điều bịa chuyện nữa. Mày lộn xộn là Khải bảo đảm Khải sẽ tố lên Bar Association lấy lại bằng của mày luôn á, thằng ngu. Mày ra tòa mày chứng minh được tao đặt điều bịa chuyện không? Bây giờ tao phát lại cái phần mà phát biểu của thằng Nam Quan, bây giờ có thể chứng minh được là nếu mà ta nói nó vinh danh cờ đỏ sao vàng là ta đặt chữ vô miệng nó, tao bịa chuyện không? Hay là cái đó là cái rõ ràng là cái sự suy diễn rất là chủ quan, rất là công tâm của tao. Còn mày muốn bưng bô, mày muốn bao che cho nó là chuyện của mày, mày muốn diễn dịch ra sao là quyền của mày. Nhưng mà với cương vị một thằng luật sư, mày không thể nói là người ta bịa chuyện, đặt điều bịa chuyện để vu khống thằng Nam Quan được. Rõ ràng nó vinh danh cờ đỏ sao vàng và chối bỏ cờ vàng ba sọc đỏ ngay trong hội đồng thành phố. Dạ vâng. Thì bây giờ cái phần ông Phát Bùi là xong, thầy mời các bạn nghe phần cuối. Tại vì cái phần giữa là họ cũng phát lại những cái phần phát biểu của Nam Quan, rồi họ chứng minh họ, mặc dù Khải cũng gọi là recommend, Khải cũng đề nghị quý vị nên vào Phố Úsa TV để xem cho hết trọn vẹn cái chương trình thì sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Và Khải thấy cái phần chứng minh rất là rốt ráo, là liên quan đến vấn đề là tại sao cái tụi này nó là ngụy biện khi mà nó nói rằng là không thể là đưa ra nghị quyết, thành phố không thể nào mà công bố một cái điều sai sự thật. Trong khi đó ông Phát Bùi ông chứng minh là bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay là thành phố Westminster, thành phố Golden Grove và thành phố San Jose đã đưa ra những cái nghị quyết xác định là chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ mới là đại diện cho dân tộc Việt Nam, người Việt Nam thôi. Thì mời các bạn vào trong Phố Úsa TV để xem hết những cái phần đó. Khải mời các bạn nghe cái phần cuối thôi. Tại cái phần cuối của chương trình thì nó gần như nó đúc kết lại, tóm sơ lược lại hết cái phần trước. Mời quý vị xem tiếp.
Qua cái việc Mira bây giờ đã có 10 bạn vô xem rồi ạ. À, bây giờ mình bèo quá ha. Tại nhớ hồi xưa còn làm chương trình với anh Ngô Kỷ ở trên Sài Gòn Capital đó, mỗi lần bật máy lên 400-500 người vô xem liền trực tiếp tại chỗ. Năm qua nó đứng đằng sau mà nó cứ chảy nước miếng, nó trợn mắt lên chảy nước miếng. Là Khải cũng như Vũ Hoàng Lân, Khải đâu có độc quyền, giành độc quyền đâu, Khải nó không, cứ đặt máy quay thoải mái không sao hết. Nhưng mà sau này nó mới dựng chuyện, nó mới bịa đặt, nó đi tố cáo với YouTube là Khải ăn cắp, Khải sử dụng gọi là chương trình của nó, hình ảnh của nó không có phép. Nhưng mà lúc đó Khải rất là ngang, Khải nói là Khải đang bận tranh cử, Khải không có thèm giải thích với YouTube. Đến chừng Khải tranh cử hết mùa bầu cử, Khải liên lạc với YouTube thì nó nói là hồi đó mày không chịu giải thích thì bây giờ tao đã coi như tao đã đốt, tao đã xóa cái kênh của mày rồi. Trong khi đó cái thời đó là anh Vũ Hoàng Lân đỡ đầu thì cái kênh Khải lúc đó là chỉ trừ Trần Nhật Phong với Trương Quốc Huy, và lúc đó còn chưa có nửa vòng trái đất, thì chỉ có kênh của Khải với Phố Vua Sa TV là những cái kênh mà là nói về chính trị, nói về thời sự cộng đồng thôi, chứ không phải là trăm hoa đua nở như bây giờ. Nhưng mà cái chuyện đó từ từ Khải sẽ tính sổ với thằng Nam Quang. À, quý vị yên tâm, nó tưởng là Khải là tấm thảm để mà tụi nó muốn đạp qua đạp lại, muốn muốn gọi là chà đạp và lúc nào cũng được. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, kính thưa quý vị, quả báo nhãn tiền. Rồi từ từ quý vị sẽ chờ xem, thì đến ngày nào đó Khải sẽ cho mọi người thấy là gì đó, người ta nói là quả báo là có thật. Thầy mời quý vị là xem lại tí xíu nữa của mình. YouTube của ông Mai Vũng Tàu, của cái bà Kẹo Ngon, thì họ lên họ nói là ông Nam Quang này dùng những cái lời lẽ hết sức là đê tiện để mạ lị những người dân cư dân trong vùng, và như vậy không có đủ cái tư cách để mà làm nghị viên nên từ chức. Thì đây là những cái việc mà người ta nói chứ không phải là tôi nói. Tôi chỉ có nói cái chuyện mà tôi nói mạnh đó là cái việc cái biểu tượng năm 1975 thôi, nhưng mà không cần thiết để mà đi vào vấn đề đó vì đó là vấn đề tài khác. Thưa anh. Dạ vâng, đó là một số chi tiết, chỉ là một phần mà thôi, cũng còn nhiều lắm. Bây giờ thì chúng ta đã đi quá 2 tiếng đồng hồ, dường như là 2 tiếng 15 phút rồi thì phải. Những phần còn lại của câu chuyện cũng như là những ý kiến khác trong cộng đồng về vấn đề này thì chúng tôi sẽ tiếp tục để mà tìm hiểu, để mà đem tới cho khán thính giả Hay của Sa TV. Tương tác thì tương đối là nhiều, nhưng mà không biết là chúng ta thôi thì chúng ta làm thêm một chút thời gian để mà tương tác trực tiếp với khán giả, để mình đã hứa thì như vậy là nhé. Rồi chúng ta sẽ khép lại trong vòng độ chừng 10-15 phút nữa, thưa hai vị. Tôi chưa xem kịp cho nên để xem nào. À, Trương bên Văn For Trump 2024, đó là cái tên của một khán giả, nó là đây là chuyện của thành phố nhưng ông Nam Quang cố tình kéo ra khỏi thành phố, ông này cố tình làm như vậy có chuyện chuyện mờ ám phía sau. Tôi không hiểu là có chuyện mờ ám gì, hoặc là có cái chuyện mà kéo ra khỏi thành phố hay không. Ông Ngô Kỷ. ông này nói đúng, tại vì chuyện thành phố anh giấy Sano thôi, tại sao ông dùng cái diễn đàn đọc tiên tri cho trời cộng sản được Liên Hiệp Quốc công nhận rồi này nọ rõ và ràng chúng ta phải công nhận. à, chúng ta phải công nhận dù muốn dù không, rõ ràng mà ổng là người lâu lâu nay cờ vàng và viết đi lúc nào cũng danh cờ vàng kiếm tiền bởi cộng đồng cờ vàng, còn bây giờ ổng lại đi nói như vậy nó chẳng là ổng vứt nô đây à, tôi chạy nô, còn đây ổng ngồi ổng tiên tiền tiền mà ông chặt liên trí để dành thì giờ cho nay ông tiên tiền nữa thì điều vô lý, rất là vô lý. Ông kéo vấn đề ra rõ ràng tìm tiền vấn đề chính trị rồi. Thì rõ ràng như tôi đã trình bày với quý vị, và có lẽ ông Trương Phó này nhìn thấy sự thực nó như thế, là thành phố họ có quyền công nhận hay không công nhận mà. Còn cái chuyện liên bang chính phủ Hoa Kỳ ở đó nói là cái chuyện khác đó.
lúc đó ông Nam Quang kéo ra khỏi cái phạm vi thành phố, cho nên nó không có gì dính dáng. Nhưng mà anh có kỳ là anh có, tôi có coi cái chương trình gần đây đó ở trên truyền hình Việt Nam một, ở trong cái chương trình với ông Đoàn Trọng và ông Nguyễn Xuân Nam, anh có đưa ra một cái chi tiết, anh nói rằng là cách đây không lâu bà Nhật Linh lúc đó là anh còn gần gũi ông Nam Quang, đúng rồi, đúng rồi. Thì bà Nhật Linh có nói với cho anh rằng là ông Nam Quang đã gian díu với một nữ cán bộ Bắc Việt Cộng sản và cũng có giúp cho các bạn này cái thủ tục mà mua nhà lên đến gần 2 triệu. Thì cái chuyện đó có mày? Cái điều có, cái điều đó là tôi chính vì vậy tôi sợ không biết chừng là cái motivation, cái động lực mà ông Nam Quang thay đổi lập trường này nó bị ảnh hưởng bởi những người cộng sản. Chứ tôi ngạc nhiên lâu nào ông đưa ra nghị quyết kêu cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 30 tháng 4 rồi ủng hộ cờ vàng ngày nào, bây giờ ông quay 180 độ, bây giờ ông biểu là chỉ có cờ di sản thôi chứ không có cờ Việt Nam, mà cờ Việt Nam Cộng Hòa này nọ, nghe buồn cười. Và bà cuối của tháng 11 năm 2022 tôi có bằng chứng, nếu bà ông Nam Quang và Nhật Linh nói tôi nói láo tôi bị chuyện kiện tôi ra tòa, và tôi có bằng chứng bà nói rằng anh chị nè, tôi báo cho anh biết nè, ông Nam Quang ông dân díu ông liên hệ với một bà nữ cán bộ cộng sản ở Bắc Việt và bà đã qua bên này tới văn phòng ông làm việc này nè đó, và bà đã mua cái nhà 2 triệu đô la và nó mua nhà 2 triệu đô la và cùng cộng tác của ông Nam Quang làm một tờ báo mạng lấy thông tấn xã Việt Nam tại Việt Nam nha, muốn toàn cộng sản làm cho tờ báo thông tấn xã Việt Nam, bà Nhật Linh bật kiện cho tôi nghe cái trang web thông tấn xã Việt Nam. Và bây giờ bà Nhật Linh, mà bà Nhật Linh là ai? Làm bị chiếm hữu cầm mấy gì vào cái mấy cái YouTube của ông Nam Quang, thấy bà Hai Lây này nọ, và bà từng là cán bộ cộng sản, bà từng là biên tập viên của đài phát thanh, đài truyền hình của Khánh Hòa, Hà Nội, của cộng sản Việt Nam tại Nha Trang sau năm 1975, và bà là người tôi nghe bà nói và tôi tường trình là vậy đó, và tôi chịu trách nhiệm đó. Người này nói có, người kia nói không, có thể là khó xác định, thì ông có sẵn sàng gọi là đối chất trực tiếp với bà? Sẵn sàng chứ, tôi sẵn sàng chứ. Để bây giờ đưa anh bữa nào bữa mai thì đặt lên bà hai bạn mời bà lên nói bà trả lời có hay không thôi. Nếu mà nói không tôi sẽ chứng minh hai bạn kiện tôi ra tòa, tại sao bà kiện tôi ra tòa đây? Nghe cả ông Đông Quân, ông Quân kỹ bịa ra, tại sao ông kiện tôi ra tòa? Tại vì điều đó bà có nói và anh biết tôi là người học luật, tôi nói có xác chứng, anh thấy tôi có thì tôi thua đâu, là tôi nói đều đúng với sự thật, còn đâu tôi thua được. Thì bây giờ anh mời bà lên, bà Nhật Linh, bà có kể ra một kỹ nghe vậy không? Quý vị tự nhiên không lẽ tôi tại sao tôi có ông Pháp Mùi quen ông cán bộ cộng sản ông Lăng, mà tại sao ông Nam Quang? Tại bà Nhật Linh bà nói là ông Nam Quang. Thì bây giờ tôi kể là vậy thôi, còn có chuyện có hay không là chuyện khác nha. Tôi chỉ kể là có chuyện mà Nhật Linh, ví dụ bà, quý vị vào liên lạc với bà đang có YouTube bà Nhật Linh sơn sai đó. Vâng, vâng. Thưa hai anh, cái chuyện mà ông Nam Quang có rằng díu hay là có tình cảm với một nữ cán bộ cộng sản là cái quyền riêng tư ông, nhưng mà khi mà ông lại có những cái chuyện mà ông vinh danh hay tuyên truyền cho cờ đỏ thì chúng tôi phải đặt cái vấn đề không là không được, không được. Tôi cũng đồng ý vậy á, tại vì trên luật của thành phố City á là cấm những người này nọ liên hệ với cộng sản này nọ, mà ổng bây giờ làm nghị viên thị trưởng mà ổng liên hệ với cộng sản đó, ông bởi vì anh nói đúng, tức là tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản đó là người cái quyền tình được cảm đó, người là cái quyền của người ta mà người chống người dân, nhưng mà vì ông Nam Quang đã và thành phố đã có cái luật là cấm những người nào có những liên hệ với lại những người trong đảng cộng sản, chứ không phải những người Việt trong nước, những người trong đảng cộng sản, mà bây giờ ông Nam Quang lại làm cái việc này thì ông đã vi phạm, nguy hiểm chứ, nguy hiểm mà bây giờ nó làm đi ngược lại với cái chủ trương đường lối của những người tiền nhiệm. Ông Ngô Kỵ nhắc cái điểm này là đúng, hơi gọi là khích bác một tí. Phát động biểu tình đi để chứng minh các ông đúng. Cái chuyện phát động thì cái chuyện ông Phát Bình Nhân và Pháp Mùi trong buổi họp cách đây tuần ở Chủ nhật đó, thì ông nói rằng ngày 6 tháng 1 sẽ có cuộc biểu tình và sau đó có thể có những chương trình kế hoạch để trúc xế rì con đúng không? Thì cái chuyện đó có cái cao đê hỏa hơi sắc láo. Cái chuyện biểu tình là cái quyền của chắc không phải là nghe cái giọng điệu như thế này, chỉ là thù oán, không phải thù oán, chúng tôi là đấu tranh với chính trị, và biểu tình là cái quyền tự do ngôn luận, quý vị Linh Đà nói cũng là hình thức, hay viết bà này là biểu tình, nó chỉ là cái phương thức nói lên quyền tự do ngôn luận. Mà chúng tôi cũng chấp nhận những cái lời đàm tiếu hay là phê bình hay những lời nói xấu như thế, nhưng mà tôi chỉ xin nói với quý vị nghe như vậy là trong cái buổi họp báo vào ngày 18 tháng 12 vừa qua,
giữa Liên đoàn chống cộng sản và tay sai cũng như cộng đồng chúng tôi và hai tổ chức hội cựu quân nhân, đó là Liên hội cựu chiến sĩ Nam California và Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Chúng tôi đã nói rất rõ là vào ngày 6 tháng 1 chúng tôi sẽ huy động một cái cuộc biểu tình phản đối ông Nam Quang rất là quyết liệt. Đông bao nhiêu chúng tôi chưa biết tại vì còn sớm để chúng tôi kêu gọi. Nhưng mà ngày hôm qua thưa anh, vào lúc khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ thì có một cư dân trong thành phố Westminster. Bà này chúng tôi gọi là bà chính, bà vẫn thường theo xã hồi xưa đến những thỉnh thoảng đến những sinh hoạt của cộng đồng. Thì bà gọi chúng tôi, bà cho biết là trên cái đài radio vào cái giờ đó thì có ông Trần Thái Văn, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, ông Nam Quang và ông Nguyễn Quốc Lân thì không có mặt trong cái phòng thầu nhưng mà có gọi điện thoại vào. Thì theo như bà này tôi không có được nghe bởi vì lúc đó tôi đang bận là bên ngoài không có thể nghe radio được. Nhưng mà sau đó tôi hỏi bà này thì bà có nghe không thì bà tường thuật lại cho tôi. Họ kêu họ rất, theo như bà này nói đó, họ có vẻ rất là lo lắng, rất là e ngại về cái việc biểu tình ngày 6 tháng 1 và họ kêu gọi đồng hương đừng có đi biểu tình. Và bà cho tôi biết là thấy cái giọng điệu của họ có vẻ là lo lắng lắm. Tôi nghe bà tường trình như vậy thì tôi hay như vậy, còn tôi chính cá nhân tôi thì chưa được nghe thôi anh. Vâng, cảm ơn ông. Xem nào, Trần Lâm nói rằng là thành phố Westminster đang từng bước hợp thức hóa cờ đỏ rồi sự kiện cờ đỏ ở thành phố này sẽ dần dần bình thường trong mắt mọi người thôi. Đúng vậy, qua cái tuyên ngôn nói cho có nói cái chuyện đó là do cái khả năng nhiều như thế nào xảy ra trong thành phố kiểu là trước mắt hay là lâu dài. Cái gì cái sara cái đẹp, cái chuyện chúng tôi cứ làm được cái gì, những người chúng tôi làm còn cái chuyện nó như thế nào này nào, mình không phải Thiên Chúa mình biết trước còn làm vậy đó. Chúng tôi có đặt cái gì, chúng tôi những nhà đấu tranh, những người sinh hoạt cộng đồng phải cái gì mà cái bất bình và này nọ thì chúng tôi lên tiếng thôi. Còn cái chuyện nó có trở thành cộng sản, có trở thành quốc gia này nọ, cái chuyện nó ngoài tầm tay của chúng tôi vậy đó. Còn ví dụ ông không phủ định là chuyện đó sẽ không xảy ra, còn sao tôi biết được. Bây giờ gió đã đổi chiều, anh biết mà Bắc Cường nói bây giờ anh biết chuẩn bị treo cờ đỏ chiếm là Việt Nam ngày nào cũng chân và cái này nhắc đều đi mà đâu anh đéo cho đó. Bây giờ nói anh nói như thế thì tôi cũng lặp lại là sau này đó thì người dân trong nước đến mức độ nào đó người ta quá bất mãn thì người ta sẽ lật đổ cho quê cộng sản. Anh thấy như Ngân Sô đó 80 năm sau nó trở thành tiêu cộng sản hạt trong ao này nào, cái chuyện mình cũng không biết. Bây giờ ai nhìn vô cũng biết là Tập Cận Bình đang làm củng cố cái uy quyền tối cao của ta và ta thống trị cái quần máy chính trị của Trung Cộng. Thế nhưng mà đâu có thể ai biết được rằng là một sớm một chiều nào đó có thể là ông bị thất sủng và ông bị lật đổ. Ông Putin cũng vậy, có thể là cũng sẽ bị lật đổ trong tương lai, không ai biết trước được. Cơ sera. Nhưng mà cái điều quan trọng là đối với chúng tôi, những người Việt tị nạn cộng sản, những người Việt quốc gia chân chính, chúng tôi không chấp nhận lá cờ đỏ ở trong thủ đô người Việt tị nạn và Liên đoàn Sài Gòn này. Chúng tôi không chấp nhận cộng sản nữa, chẳng hợp nhận cờ đỏ, tại vì cái người tị nạn chúng tôi là tị nạn, ông Nông Quang là tị nạn, Sạc Lê Nguyễn Chí là tị nạn, Thằng Tá Văn là người tị nạn, rồi ông Tạ Đức Trí, ông Nguyễn Quốc Lăng là tị nạn. Bây giờ đi công nhận thằng cộng sản là chuyện rất lành, không ai chấp nhận được hết. Mà chúng tôi rất là bất mãn cái chuyện đó, đi tranh cử đó thì dương cái cờ đỏ sao vàng, cờ vàng ba sọc đỏ, đi tranh cử đó thì là đeo cái khăn quàng cờ vàng ba sọc đỏ và kêu gọi các chú các bác trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa là bỏ phiếu cho con. Nhưng mà khi mà thắng cử rồi đó thì đi dự tiệc ba bị mọi người phê bình, và lúc đó ông Ngô Kỷ lúc đó cũng còn cố gắng nâng đỡ ông Nam Quang bằng cách là nói ông Nam Quang phải nhận lỗi và hứa với cộng đồng là từ đây sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó nữa. Nó còn không thèm học báo làm như vậy mà lại nó không thèm cải chính cải chế cải khối. Vì vậy ông Ngô Kỷ mới bất mãn và phải lên tiếng phản phê bình cái chuyện đó. Thì ông Nam Quang hoặc là bất cứ các vị dân cử nào, quý vị ra tranh cử, nếu quý vị là cái người mà không còn coi trọng lá cờ vàng thì hay đổi lập trường, nói thẳng cho người dân biết. Tuyên bố đi chứ đừng có nó tuyên bố rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ Nguyễn Quốc Lân nó vẫn tiếp tục nó nói mà nói là chỉ có cờ đỏ sao vàng mới là chính thức được thế giới công nhận thôi. Nhờ lá phiếu của rất đông người Việt tị nạn cộng sản là người Việt quốc gia chân chính thì quý vị không thể nào mà có những cái luận mà hồ đồ như thế. Nó không có hồ đồ anh Phát Bùi.
gió đã đổi chiều, ván bài lật ngửa. Cái câu của khán giả vừa nó rồi quay thì, xe nó chuẩn bị nó gọi là cũng ký hợp đồng chuẩn bị là nó dùng cái chức vụ này để nó ở thành phố San Francisco thường thấy là phục vụ quyền lợi của đặc phái và đảng Trung Quốc, không chỉ treo nhiều ở trên các cái công sở, thí dụ như là cái nơi sứ quán của Trung Quốc hay là tổng lãnh sự của Trung Quốc ở San Francisco, mà cũng không ít các cơ sở thương mại của người gốc Trung Quốc cũng treo cờ của Trung Quốc. Nhiều người nghĩ rằng là những cái chuyện đó nếu mà trong tương lai thì nó cũng có thể xảy ra ở cái thành phố khác với những cái cộng đồng khác như cộng đồng người Việt chẳng hạn, thì các ông nghĩ sao? Thì cái chuyện đó thì cái đó là thành phố, thành ra thành phố San Francisco là thành phố nổi tiếng là thành phố của những người mà khuynh tả. Thành cái chuyện mà chúng tôi không ngạc nhiên và chúng tôi cũng không thắc mắc, và họ nói thẳng như vậy, họ nói rằng là chúng tôi không có vấn đề đặt ra là cái thành phố Winter này được điều hành bởi ông thị trưởng người Việt Nam, hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Ông phó thị trưởng bây giờ nghị viên cũng là hậu vệ cũng người do người Việt tị nạn cộng sản ủy nhiệm bỏ phiếu bầu ra đã tá Việt Nam Cộng Hòa. Rồi của ông Nguyễn Minh Chí thị trưởng cũng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, là bốn người nam người mà bốn người Việt Nam rồi, đó là vấn đề đặt ra. Chứ nếu mà bốn người này cộng sản thì thôi chúng tôi cũng chẳng là nảy kiến nghĩ đùi gì nữa. Lên tiếng là tại vì ông Đông Quang với Nguyễn Chí là công cáo quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là lúc nào cũng vinh danh cờ vàng, mà bây giờ họ trở cờ ngoài sân đó rồi, chúng tôi lên tiếng cái lao này họ nói họ cộng sản, họ lại làm thị trưởng hoặc nghị viên thì thôi mình chấp nhận thôi, tại vì họ đã cộng sản rồi. Tiếp tục hứa hẹn từ khán giả Thái Cry sử dụng cờ vàng, lợi dụng cờ vàng có ủng chiếu bài chính trị, không có chiếm ghế chiếm phiếu. Charlie Nguyễn Minh Chí đúng rồi, Nam Quang đúng chưa rồi, chắc đắc cử đúng rồi, chỉ có một phiếu mà sao nói bố to thế, anh nói ngu, cái thằng đứng ngu tiếng nói hoặc cái một tấm hình nữa có vặn vặn là nói một người vô cái tiếng nói như Mỹ họ nhờ dân này nó không biết gì hết, họ chỉ cần tranh cử, tại sao họ cần những người endorsement, những người ủng hộ viên, chỉ cần cái tay cái người đó ra là người ta chí tả nó endorse năm qua, năm qua mới đắc cử, chứ không có chí tả endorse làm sao năm qua đắc cử. Cái quan trọng là cái ảnh hưởng cái tiếng nói mình có giá trị thì có cái người ủng hộ đó nó có bao nhiêu, ví dụ ông Lăng ông xong cả bao nhiêu người đăng cái YouTube ông ủng hộ ông chứ đâu phải một mình ông á, cũng chân phát bùi ông làm nghị viên này nó có bao nhiêu cử tri đứng sau lưng ông, tất nhiên khi một tiếng nói tại sao người ta quảng cáo họ muốn những ca sĩ hay những người thể tháo da, những người nổi tiếng quảng cáo, có người ca sĩ người thể da họ ăn họ uống một ca coca thôi họ bán, tất nhiên khi mà họ quảng cáo tất nhiên những người fans, những người ám bộ, những người thấy ông đó tà tử đó và tà tử đó hơn người thể thấy da đó ủng hộ là họ ủng hộ theo. Quý vị không hiểu gì hết, nói tào lao dân trí sao tệ quá vậy, không có bằng chứng thứ hai làm sao dân trí không có công cảm nào, chứ còn những người quốc gia họ không nghĩ vậy đâu. Minh Phạm về bà Kimberly Hồ cũng bỏ phiếu theo Nam Quang, các ông có ý kiến gì không? Không là Kimberly Hồ cắt qua mà nói bà không có tội nhiều, bà không có ủng hộ, bà không bỏ phiếu chống, bà không lên tiếng, bữa vừa hộp đó bà hoàn toàn im lặng. Nhưng lúc mà ông Chí nói là thôi bây giờ dẹp ra, không có bỏ phiếu, không có bàn thảo gì chứ vậy đó, thì bỏ phiếu yes để mà đồng ý là không có bàn thảo, chứ bà không hề lên tiếng là chống mà này nọ gì hết. Do đó bà có tội, tội hèn là tại sao bà không lên tiếng ủng hộ để mà bỏ phiếu. Tôi chào bà MV Quang Vest đứng ra một cái sức kinh này nọ, bà có hàng. Tức là tôi nghĩ rằng tại vì bữa đó có tranh cử bỏ phiếu cho cái chức phó thị trưởng, do đó bà mê, bà tham vọng, bà mê cái chức phó thị trưởng, do đó bà muốn lấy làng ông Chí, ông Đông Quang để bà được cái chức đó, do đó bà lầm thinh. Cái này nếu nó bà tội nặng lắm á thì cũng có tội, nhưng bà không lấy tiếng chống hay bỏ phiếu chống. À, cái này cho Khải ăn theo anh Ngô Kỵ. Anh Ngô Kỵ nói rất hay, anh Ngô Kỵ cái điểm này lúc trước Khải không để ý nè. Amy, nghị viên Amy, là bây giờ nghị viên Amy nên coi lại nha, là tại sao thằng Nam Quan nó quay xe nó phản phé mà he threw you under the bus. Nghị viên Amy Phan West nghe Khải nói nha, tại sao thằng Nam Quan mà nó lại đi phản thùng, nó hồi đầu ngày 8 tháng 11 nó đồng ý với nghị viên Amy Phan West để mà đưa vấn đề này ra bàn thảo, nhưng mà đến ngày hôm đó thì nó rút lại, nó không có ủng hộ nữa.
Là tại vì giống như anh Ngô Kỵ nói là nó biết ngày hôm đó chừng 15 phút sau là sẽ bỏ phiếu bầu phó thị trưởng. Nó muốn giữ cái ghế phó thị trưởng, nó muốn lấy lòng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, nó không muốn tạo cái sự mâu thuẫn, nó muốn gọi là bưng bô nâng bi Charlie, nó muốn làm vừa lòng Charlie, nó không dám ủng hộ cái tuyên cáo này. Phải đồng ý với anh Ngô Kỵ. Ngoài nghị viên Kimberly Hồ thì thằng Nam Quan cũng vì cái chức phó thị trưởng, vì ham cái ghế phó thị trưởng, cái danh xưng phó thị trưởng mà đã phản bội Amy Phan West. Đúng không vậy ông anh Ngô Kỵ? Xin lỗi các bạn nha, cái máy là nó cái wifi nó hơi chậm ha. Mình bấm rồi mà nó vẫn chưa có khởi động nó play được. Mình lặp lại một lần nữa, Nam Quan đã phản bội Amy Phan West là vì sợ mất lòng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, thành ra rút lại cái lời ủng hộ thay vì như second, tức là Amy muốn đưa cái tuyên cáo này ra để biểu quyết, để bàn luận. Tại vì nếu mà Nam Quan nó đồng ý thì cái anh chàng họ Lưu gì đó là đã được lên phát biểu rồi, tại vì đã được đưa vào nghị trình là có quyền bàn thảo thì có quyền kêu nhân chứng. Yes, để không có thảo luận về vấn đề này thôi, để không có chọn. Đó, thành ra không đó, được đưa ra thảo luận. Nếu Lưu gì đó không được phát biểu thì có thể là bà đầu lúc đó bà bị phân tâm nhiều nên là bà không có cái phản ứng đúng đắn và kịp thời. Khi mà ông Nam Quang bắt đầu nói về cái khái ca ngợi cái lá cờ đỏ vân vân thì bà phải lập tức đúng là phản đối, đúng tại rồi. Vì bà có quyền nói là thị trưởng Charlie, ông Nam Quang lại đi lạc đề, yêu cầu ông Nam Quang chấm dứt. Đúng rồi, cho dù là ông Charlie không phải lạc đề mà dư thừa, không cần thiết lên tiếng bà nói cái đó mà bà không làm cái việc đó, đã không đưa vào nghị trình thì phải là thôi mua con bà bị phân tâm, dẹp bà không, đâu cần phải nói dài dòng giải vì thích. Cái như anh có kỳ trình bày là có thể là bà muốn đó là phiếu, cái lá phiếu của ông Nam Quang bỏ, nhưng mà nó lợi dụng cơ hội đó để nó tuyên truyền, nó vinh danh cờ đỏ thôi. Dạ, phản ứng mạnh. Dạ, cái điều mình thưa quý vị, thì trước khi anh Lâm mình trở lại vấn đề đó, tôi nói sơ trước khi chúng ta vẽ mặt. Thì thưa quý vị, đây trên màn ảnh quý vị thấy lá cờ vàng hoa cỏ của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đứng bên quân đội đồng minh đó, quý vị thấy đó nè, quý vị thấy thì như vậy rõ ràng mà cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ này do thành phố Western Đài Thọ bỏ tiền ra điều hành để mà nuôi dưỡng cái tượng đài này, thì đây là cái lập trường của thành phố Westminster. Quý vị thấy trong màn ảnh thì tại sao ông Nam Quang lại đi phản bội là cái lập trường của thành phố Winter khi mà treo lá cờ, người ta treo lá cờ vàng bông đỏ là Việt Nam Cộng Hòa, tại vì chiến sĩ Hoa Kỳ chiến đấu bên cạnh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, phải không nào, để mà tưởng niệm sự hy sinh của họ. Thì rõ ràng là lá cờ này là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa chứ đâu phải cờ đảo Sài Gòn hay là lá cờ di sản, tại vì cái tượng đài nó thành lập từ 2003 và do thành phố Westminster đứng ra đài thọ trả tiền, nghĩa là thành phố Westminster đã công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của cộng đồng, là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Bên cạnh các nghị quyết rồi vinh danh cờ, chữ cờ cộng sản này nọ, bao nhiêu nghị quyết nữa, thì rõ ràng ông Nam Quang và ông Charlie Nguyễn Chí đã binh vực cộng sản, đã phản bội là thành phố mà họ đang làm dân cử và phản bội luôn cộng đồng, thưa quý vị. Đó, và bên cạnh này quý vị coi, hồi nãy ông nói là bà Amy Phan West, ông Nguyễn Quốc Lâm nói là chỉ kỷ niệm có một ngày, ông nói tôi lắm ngu như con bò, chọn ra một ngày để vinh danh không có nghĩa là những ngày khác không vinh danh. Lấy cái ngày nhốt tháng 11 hay tháng 3 để là cái ngày đi tái công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, chứ đâu bà đâu có nói là chỉ có vinh dự một ngày thôi. Chúng ta là ngày có tư đề ngày quân lực 19 tháng 6 đó, phải ngày 19 tháng 6 chỉ ngày đó chúng ta công nhận ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mình công nhận xuất Nam, nhưng mình phải lấy một cái ngày
để ấn định cái ngày nào mình dự đúng làm rồi. Cái lễ đặc biệt để thì mà nó, để mà là, ăn mừng giống như là tưởng con niệm anh nó cầm một cái thằng cung lưng này càng ngày gần sáu chục của quý vị con đây chó. Là của thành phố của ông Phát Bùi à, gặp đăng rô láng giềng của quý tơ nơi thành phố Canada nó có đông số dân Việt Nam gấp đôi phải không? Gấp đôi thành phố của Sài Gòn. Thì nghĩa là có thể 100.000 người Việt Nam, trong khi với Tây có 50.000 người Việt Nam, nghĩa là rất là lớn, lớn nhất của vùng Natali này. Và họ làm gì? Dù rằng Việt Nam Cộng Hòa mình mất rồi, người ta nói không còn nữa, hai này nọ. Nhưng thành phố Westminster, hả? Gà Đăng Rô, xin lỗi, ngày mấy ngày, họ đã ngày nay, để còn 2014 họ làm ra cái nghị quyết để tôi đạt cái nguyên văn cái khúc đầu cái nghị quyết cái tên là gì quý vị, nghị quyết của hội đồng thành phố Cần Thơ chỉ định ngày 26 tháng 10 hàng năm là ngày Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh chính nghĩa, đồng thời ghi nhận sự đóng góp và hy sinh của quân dân cán chính và các vị dân cử của Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân nhân Hoa Kỳ, các cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam, quân đội đồng minh và gia đình họ. Đó, quý vị coi, họ làm ra một nghị quyết trong nó nội dung thì vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, vân 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 vân. Thì thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, đâu còn nữa, ngày xưa của cố tổng thống Ngô Đình Diệm chắc chính này nào, ngày quốc khánh 26 tháng 10, nhưng gặp rắc rô họ vẫn bỏ phiếu để thông qua công nhận hàng năm ngày 26 tháng 10 là ngày Việt Nam Cộng Hòa. Công nhận ngày 26 tháng 10 hàng năm là ngày Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh chính nghĩa. À, đúng rồi, thành phố họ có quyền đó. Ông Lăng sao không nói gặp Lăng Đô, các ông làm tàu lao, tại sao 26 tháng 10 họ mua đình diệm đâu còn nữa, hai này Việt Nam Cộng Hòa đã còn nữa, mà tại sao làm nghe, vinh danh này hàng năm. Đó, do đó tôi phản biện, phản hồi những ý kiến ông Lăng hay những người phe đảng ông chúng tôi có những lập luận và tôi mong rằng anh Lăng mở được một tí ông Quang ông Lăng nói ngược ông này đó đó vô linh sĩ lên ngồi đây và tôi muốn ông luật sư Trần Thất đang trả lời ta vì ông Quang là đệ tử của ông là cố vấn chính trị là thầy của bây giờ Nguyễn Quốc Lân vẫn còn lên bảo vệ ông Quang mà lăng kỹ tôi có video đây mà chưa tiện đưa đây. Ông tuyên bố trên hãng tin AP đó, ông nói là cộng đồng Việt Nam chúng tôi tẩy chay Cộng sản Việt Nam, tôi lên án Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi chỉ vinh danh lá cờ vàng và rõ, chúng tôi tẩy chay, chúng tôi xóa bỏ tất cả những biểu tượng của Cộng sản Nam, trong đó có là cờ đảo sao vàng. Thế thì bây giờ ông Quang đi vinh danh công nhận lá cờ đảo sao vàng, nghĩa là đi ngược lại cái quan điểm của ông Trần Thanh Văn. Bây giờ ông ra tranh cử giám sát viên mà ông là thay của Trần Nông Quang, thì chúng tôi muốn nghe quan điểm đặc biệt của ông Trần Thơ Bang về cái chuyện này, cũng như ông Tạ Đức Tý là thầy, là đàn anh nói là ông đó, nói là ông Nam Quang bây giờ thì chúng tôi lật lại chuyện này thì nó sẽ phải hơi lâu, nhưng mà tôi cũng vẫn phải anh nói đi, nói khi mà ông vừa nói câu đó ra, nói là ông Nam Quang vinh danh cờ đỏ sao vàng thì có điều đó có khi là quá đáng hay không, hay là khi mà ông Nam Quang khi mà nói ra những cái điều mà chúng ta nghe trong cái phần tranh luận của thành phố, nó chỉ là ông chỉ nói ra những cái mà ông cho rằng đó là sự thật khách quan mà theo cái quan sát của ông là như vậy. Không, đối với như là người khác, người dân sao vàng, người dân nói này khác, người dân nói khác, người dân nói khác, mà ông ngồi cái vị thế đó, ông không thể nói như vậy. Vâng, thưa anh, đối với chúng tôi chuyện này chúng tôi hỏi ý kiến của rất nhiều bậc trực thượng trong cộng đồng của chúng ta, họ nhận định như thế nào? Chúng ta biết rằng hồi xưa ông Trần Trường thì như là 20 mấy năm về trước, đúng rồi, rõ là bây giờ lâu ngày. Em không biết là bao nhiêu năm rồi, 20 mấy năm về trước. Ông Trần Trường chỉ để có cái hình của ông Hồ Chí Minh và các cờ đỏ sao vàng ở trong một cái tiệm video của ông ta. Và cái tiệm video nó không phải là nơi nơi công cộng, tức là những người nào thuê video bước vào cái tiệm đó thì mới thành ra đó là cái đất riêng tư của ông ta rồi. Và ông ta về vấn đề luật pháp, ông ta có quyền làm cái chuyện đó không? Có. Nhưng mà cái việc đó nó gây cái sự phẫn nộ rất lớn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Bây giờ ông Nam Quang làm cái việc ông Nam Quang làm nó còn tai hại gấp 1.000 lần cái chuyện ông Trần Trường là một cư dân và chuyện một người thương gia. Đúng rồi, nó có tính chính danh. Ông Nam Quang làm trong cái tư cách là phó thị trưởng của thành phố Westminster tuyên bố rõ xanh rờ là dù cho quý vị, tức là những người Việt
tị nạn cộng sản, những người Việt ở thành phố này hay là khắp nơi trên Hoa Kỳ thích hay không thích cũng phải chấp nhận lá cờ đỏ. Và cái lá cờ Việt Nam, cái lá cờ vàng và sọc đỏ chỉ là cờ di sản. Di sản có nghĩa là gì? Di sản anh Vũ Hoàng Lân, di sản có nghĩa là cái gì? Đã chết rồi, không còn mới là cờ di sản. Người Việt của chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận những cái tuyên ngôn gì mà nói rằng lá cờ Việt Nam, lá cờ vàng và sọc đỏ là cờ di sản. Thành ra anh thấy trong cái nghị quyết 4818 ông chỉ tả nói rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ, cái này là cái nghị quyết chứ không phải là chỉ là tuyên ngôn đơn giản, là lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính thức đại diện cho đất nước Việt Nam. Đây là cái tuyên bố, cái nghị quyết của thành phố Westminster, hội đồng thành phố Westminster năm 2016. Thành ra đối với chúng tôi, cái điều ông Nam Quang tuyên bố trong cái buổi họp ngày hôm đó không khác gì là ông tạt gáo nước vào mặt tất cả những người Việt chân chính ở đây. Và đó là cái việc rõ ràng đối với chúng tôi là một cái gì lớn lắm, là có đó là cái chuyện mà tuyên truyền vinh danh lá cờ đỏ. Và ông nói rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ lá cờ di sản, cái lá cờ đã chết rồi. Mấy ông có thích ngày đem ra vẫy vẫy chấp nhận được là trò chúng muốn ông Nam Quang ông sạc lên giấy ngày mai ngày mốt vậy tuyên bố với cộng đồng tôi không dính dáng gì cờ vàng nữa, chúng tôi chỉ công nhận lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ chính thức được Liên Hiệp Quốc, được Hoa Kỳ công nhận, được chính danh này nọ. Do đó kể từ nay chúng tôi không dính dáng gì cờ vàng nữa, là cờ vàng là cờ của cộng đồng này và chúng tôi không có dính dáng gì cộng đồng của Sài Gòn. Chúng ta đi tiếp tới vài câu nữa. Thằng Nam Quang thằng đỉnh miệng mà bây giờ nói cái gì anh nói ngày mai nó thấy cái gì có lợi nó lại nói ngược lại, nhổ đi lướng lại trước đây chuyện nó đâu có biết cỡ đâu. Đưa ra nghị quyết cờ vàng ở thành phố Garden Grove, ông cũng nói Heritage Flag of the Former Republic of South Vietnam, nếu mà dịch ra là cờ, lá cờ di sản của chế độ gọi là Nam Việt Nam, chế độ Cộng hòa Nam Việt Nam cũ, chuyện đó như thế nào? Vâng, cái chuyện đó là bởi vì chúng tôi là thiểu số, chúng tôi phải theo đa số và người Mỹ họ đòi hỏi là dùng cái chữ đó. Thành ra chúng tôi phải làm như vậy. Nhưng mà mình không có quyền quyết định. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ được cái nào hay được chút nào hay chút nấy. Cái thế mà chúng tôi phải chấp nhận để ít nhất cũng thông qua được thì chúng tôi cũng đúng vậy. Nhưng mà khi mà ra ngoài chúng tôi vẫn luôn luôn nói còn cái này hội đồng thành phố Westminster là hoàn toàn quyền quyết định mà chúng tôi cũng khẳng định cái chuyện đó. Thưa anh Năng, anh để tôi trả lời cái câu này rất là đơn giản. Anh coi thì bây giờ mỗi lần quân được Việt Nam Cộng Hòa mình hành lễ hội, họp hội, các hội đồng hương, bất cứ họ chờ cờ gì, chào cờ Việt Nam hoặc là chờ cờ Việt Nam Cộng Hòa, có khi nào chờ chào cờ di sản không? Di sản đó là ngôn ngữ người Mỹ, họ muốn dùng đó là quyền người Mỹ. Ok, và anh Phát Bùi anh ngồi trong hội đồng thành phố thì anh sinh hoạt chung với Mỹ thì cái chuyện đó cũng không có đẩy nậu tệ hại lắm. Chúng tuy tôi nhiên, chỉ có hai lá phiếu trong khi chúng tôi cần tới mà cái đó là thật bình tinh chiêu tác, nó cũng không có tệ hại lắm, chỉ không có thích hợp thôi, trong cái cộng đồng Việt Nam thôi. Và anh thấy không, khi những người quân nhân khi họ chết, họ phủ lá cờ gì? Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Anh qua ra nghĩa trang nè, họ cắm cờ gì? Cờ Việt Nam Cộng Hòa chứ đâu cắm cờ cộng sản nè, họ phủ cờ di sản đâu. Di sản là những người Mỹ họ dùng đó thì mình ok, cũng không có hạ lắm mà này nọ, thì di sản mỗi người hiểu cách khác này nọ, nhưng cũng là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, Ngọc Nguyễn đó là đưa cả hai lá cờ ra cho người dân tự do lựa chọn lá cờ nào. Nghĩa là sao, tôi không hiểu. Có thể là cái này thì không xác định là thì người quốc gia này chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi, người cộng sản này chờ cờ đỏ sao vàng thì vậy. Ví dụ như là con bò đương nhiên là ở hải ngoại người ta sẽ chọn cờ vàng. Đầu tiên là tình huống là nói là đưa cả hai lá cờ, tức là cả cờ vàng ba sọc đỏ và cả là cờ đỏ sao vàng đó, cho người dân, tức là người dân người Việt Nam trong cộng đồng người Việt dân ở Mỹ hải ngoại thì đang cộng sản thì bây giờ đang sợ dân trong nước, bây giờ có thể đoàn đoàn mua xa để người ta treo cờ vàng hay cờ đỏ vậy, tôi biết liền nè. Anh nào nâu cầm cờ đỏ ra mua xa treo đi coi thử chứ. Trần Trường nó treo năm bằng 999 treo có cái lá cờ mà ở Việt Nam là sao treo cờ vàng được ngày đây biết rồi, cho đó khổ đâu cần phải thử. Bây giờ anh chàng này nâu anh cầm lá cờ đỏ ra vàng ra mua xa, anh đứng còn nửa tiếng rồi coi thử. Câu hỏi của cái vị này rất là đơn giản thưa anh. Những người nghị viên thành phố Westminster là do người dân bầu lên.
Và khi mà họ ra tranh cử, họ nói rằng là chúng tôi là đứng về lá cờ vàng và chúng tôi chống đối cờ vàng, đeo cờ vàng. Và người dân đã tín nhiệm họ và họ vì những cái lập trường như thế. Thế bây giờ họ thử ngon thì họ nói rằng là bây giờ tôi, như ông Ngô Kỳ nói đó, tôi không ủng hộ cờ vàng nữa, tôi ủng hộ cờ đỏ. Thử xem kỳ này họ có đáp ứng hay không. Anh Nguyễn Đông Quân với đại đạo không cần cầm cặp chỉ tuyên bố thôi. Bây giờ tôi không dính dáng cờ vàng, tôi đã vào vàng. Tôi cần gì phải đưa ra để mà trưng cầu dân ý? Không cần gì. Bây giờ mấy người ra đây tuyên bố đi. Coi thử họ sao? Bây giờ ông Đông Quân ông tuyên bố đi. Hay là họ không dám mà ông Nguyễn Quốc, họ phải nhờ ông Nguyễn Quốc Lân lên ngụy biện đưa lý do này viện chứng kia. Ông Nguyễn Quốc Lân tự dưng xía vô chí, tại sao mấy người nhân vật chính ông Nguyễn Mạnh Chí với ông Nông Quân bà Kim Hồ, những nhân vật chính không lên tiếng mà ông Lân lại cho xía cái miệng vô, vô lý. Quy định nó là cách xử sự ở hải ngoại, tôi thấy sao mà trẻ con quá không thực tế chút nào, thức dậy đi mấy ông ơi, ở đó mơ hoài. Tại chúng bay là những đứa kiều bò. Đó là luận điệu của những người đó trong Việt Nam. Khi nó đòi lao, nó đó, nó đòi điều họ nói. Tụi mấy con ở đó, biết phá, rồi trời 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 trời, đủ thứ đi trời đất. Ở bên cộng sản đó, rồi thanh toán nhau, rồi đó đó, Nguyễn Bạch Thanh, rồi nào bị tử hình, bị giết này nọ đó, rồi còn bị bắt cóc bao nhiêu, dẫn độ từ nó đòi lao, mấy thằng đó nó ngu, tù súng. Nó thả ngoài vậy mà câu Nguyễn Tử Dũng cũng đưa qua bên này, câu Nguyễn Phúc cũng đưa qua bên này, câu thằng Vương Nguyễn Huệ, chủ tịch quốc hội cũng đưa qua bên này, quá tệ vậy mà tụi ba sao đãi khách câu cá, thằng Nguyễn Công Khế cũng qua bên này này nè, ủa sao kỳ vậy, hả ngọ tệ mà sao tụi ba qua đây tòa đại sứ, tòa lãnh sự Mỹ đó, ngày nào cũng sắp hơn có mấy ngàn người để mà được đi Mỹ, thằng này nói tào lao. Lê Huyền Vương, nếu lời đề nghị lá cờ chỉ ở khu Bonsa thì không có chuyện ồn ào. Đằng này văn bản đòi đại diện cho Việt Nam mà. Tôi đã nói cái văn bản kia nó xác nhận ngày 4 tháng 2 1950 là ta xác nhận là cái ngày này chính phủ Hoa Kỳ đã công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ Việt Nam. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Ok, thì bây giờ chỉ ta xác nhận cái sự kiện lịch sử, giai đoạn lịch sử như vậy thôi. Mà thực sự ra thành phố Washington đã chứng minh cho quý vị thấy năm 2016 ông Chí Tạ và hội đồng thành phố cả 5 người đều bỏ phiếu là thông qua cái nghị quyết 4818 công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ mới là lá cờ đại diện cho đất nước Việt Nam chứ không phải cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại, rõ ràng như thế. Mà mình tại vì cái câu hỏi là về cái tuyên ngôn này thì mình chỉ trả lời cái tuyên ngôn này là công nhận, đã xác nhận là lá cờ vàng của Việt Nam. Mà giả sử giống như cái nghị quyết 3750/4818 thì công nhận lá cờ Việt Nam còn là lá cờ chống đọc mà không hiểu à? Trong cái tuyên cáo của EMI người ta nói là và xem nó như là, mày hiểu không? Xem nó như là chứ không phải là nó là. Đúng cộng sản phải nói vậy, do đó bây giờ tôi muốn hai thằng này, nhưng mà đây là công nhận, đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là nó đưa cái vấn đề ra cho Đồng Hương, tức là người dân người ta có quyền coi cái đó như là cái cờ tổ quốc của người ta, cái đó là cái quan điểm của người ta, chứ người ta có ký giấy là bất là thế giới phải xác nhận cái này là chính thức mới đại diện cho cờ các dân cử ở Việt Nam thế giới cờ đỏ sao vàng đâu, tròn lắm cờ đỏ đừng dốt đừng đụng phúc ngạn, thậm chí Nguyễn Minh Chí cũng vậy đó. Đến khi nào tụi ba tuyên bố công khai ta từ bỏ cờ vàng thì tụi ba thì sao cũng được, chứ còn mày tụi ba còn ca ngợi cờ cộng sản mà tụi ba mang cờ vàng ta phun nước miếng vô mặt ta, tao nói rồi. Anh Tài, Tấn Tài, cái nhóm vài nghìn người chưa bằng dân số một huyện ở Việt Nam mà suốt ngày đấu đá không quản lý nổi, cho mấy ông này về quản lý đất nước chắc nát bét. Mày chẳng thổ lao thôi. Ngu như con chó, mày phải phân biệt được nhà đấu tranh nó khác với chính trị gia, khác với nhà lãnh đạo, khác với quản lý. Vì Vĩnh Phát mà lường gạt đến cả tỷ đô la đó. Rồi bây giờ nó mang ra với nhau rồi, người này người kia là tham nhũng là tràn lan khắp từ cấp cao xuống đến cấp dưới. Đó là cái việc coi nó tào lao quen sống để người ta giữ. Hay là bây giờ người dân mà bắt đầu khó hé mà lên tiếng phê bình, hay báo chí bắt đầu lên tiếng nhận xét đó thì là bị ngay bị người ta sẽ tự nó quyết định đâu. Đây đưa đi thôi, nói chị nói vậy nhà thằng này mình cho tòa đại sứ tòa lệnh Mỹ cho kêu nó lên để mà để làm cho visa là nó thức cả đêm để nó chạy lên nó đếp. Bình Thanh, anh Lân cho hỏi hai ông, ngoài thành phố nước Mỹ công nhận cờ vàng còn nước nào công nhận nữa không?
Úc đại lợi, Australia. Gần đây Bộ Ngoại giao của Cộng sản lên tiếng phản đối, nhưng mà họ bất chấp, họ vẫn nói rằng là chúng tôi tôn trọng công trọng là cơ bản. Bộ Ngoại giao Việt Nam là tức điên lên, nhưng mà làm gì được. Còn tức là cái đồng tiền mà họ phát hành cái Bộ đồng tiền Ngoại giao của Úc thì họ về họ làm việc bên kia thì họ phải làm việc thôi, nhưng mà họ vẫn tôn trọng lá cờ vàng ở Úc đại lợi mới là lá cờ đại diện cho người Việt Nam ở Úc. Tôi nãy trẻ hình đã chịu rồi, tổng thống George Bush, tổng thống Hoa Kỳ cầm cờ vàng, đứng ngay cờ vàng này nọ như vậy đây. Rồi ông lãnh tụ thượng viện Hoa Kỳ Bob Dole cũng ôm cờ vàng này nọ, bao nhiêu người, bao nhiêu nghị quyết vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa này nọ, nó cái chuyện đó, vấn đề đặt ra tôi không quan tâm nhiều cái đó, chỉ quan tâm đến cái ông Nam Quang và ông Chí là người Việt Nam, người tị nạn, người xin tiền xin phiếu của cộng đồng cờ vàng, rồi bây giờ phản bội để bưng bô cộng sản, bưng bô cờ vàng, đó là điều chúng tôi đặt ra. Cái cộng Mỹ miết Tàu Nhật này nọ, nếu nó ưng cờ vàng, ưng cờ đỏ gì cái chuyện không quan trọng đối với tôi. Nếu nó ủng hộ cờ nào cái chuyện không quan trọng với tôi, chỉ tại vì mấy tay này nó mỹ dân nó lợi dụng cờ vàng, rồi bây giờ nó phản bội cờ vàng, nó nói tào lao, do đó chúng tôi lên tiếng thôi. Dạ vâng. Cái một thằng Mỹ mà bây giờ nó chửi cờ vàng, tôi cũng nhiều khi tôi cũng chẳng ca nó Mỹ tào giật cái trà, nó muốn chửi luôn, khen thì không quan trọng, đó là vấn đề. Cảm ơn hai vị, chúng ta sẽ kết lại cái buổi ngày hôm nay, mỗi vị cho một cái lời kết trước khi chấm dứt chương trình ạ. Vâng, là cái thì những điều chúng tôi muốn nói là đã nói rồi, chúng tôi chẳng có vì cá nhân để mà chống đối phản đối gì hết, tại vì Nam Quân, ông Chí hay tất cả những người nào mà dân cử này nọ đó thì chúng tôi cũng quen nhau hết rồi, thì cái tình cảm với nhau thì cũng đồng đài thôi. Tuy nhiên về lập trường chính trị, những cái chuyện như thế này thì chúng tôi phải nói, và nói rất là minh bạch, rất là thẳng thắn, rất là trung thực. Và chúng tôi chấp nhận những chuyện phản biện, phản hồi, đồng ý, không đồng ý về quyền của mỗi khán giả của đồng hương, ngay cả những nhân vật mà chúng tôi nói tay. Và chúng tôi mong rằng để mà công minh ông Vũ Hoàng Lân hay những cơ quan truyền thông mà chúng tôi lên đó, mời họ để cho người ta có tiếng nói cùng với quần chúng, cộng đồng, quần khán giả nghe hai chiều thì cái chuyện đó đều tốt. Còn chúng tôi nói có sách có chứng và có, chúng tôi bảo vệ cái lý luận của tôi, và chỉ duy nhất là chúng tôi không chấp nhận những cả mà nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòng nhà, phản bội cộng đồng, phản bội đất nước, nó bị dân, nó nhân danh cờ vàng, nhưng rồi nó là xúc phạm cộng đồng, nó lợi dụng cái cộng đồng cờ vàng, nhưng rồi nó nhục mạ cộng đồng, điều đó chúng tôi chấp nhận. Đó là những điều chúng tôi nói sáng tỏ, còn có chuyện tin hay tin. Nhưng mà anh Ngô Kỵ còn nợ Thải lời xin lỗi nha, đến ngày hôm nay anh quay xe mà anh không xác nhận là mấy tháng nay, mấy năm nay là Thải nói đúng nha, mà anh vẫn bảo vệ đăng quan nha. Cái điều chúng tôi trình bày từ nghị quyết 4818 giống như cái này kia, và cái nghị quyết của bà Amy Phan Quét là tái xác nhận proclamation, là cái tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1950. Tất cả những điều này là sự thật, chúng tôi đã đưa đến quý vị theo như cái ngôn ngữ của anh Ngô Kỵ là nói có sách mắt có chứng, đây là hoàn toàn những điều có thật. Còn cái lập trường của chúng tôi, quan điểm của chúng tôi